Chương 17 Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi căn nhà gỗ, nhìn thấy những cây linh đông trúc ở trong linh điền kia đã cao hơn nửa thân người thì rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này hắn mới đi ra khỏi sân nhỏ, dọc theo đường núi đi đến vạn dược cát. Bình minh ở phương xa đang hé, hào quang vạn trượng, sương mù ở trong hào quang giống như đang có cá vàng bơi lội, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Bạch Tiểu Thuần dáng người nhẹ nhàng, một đường di không dừng lại chút nào, trên đường đi dần dần nhìn thấy được không ít đệ tử ngoại môn, nhưng không có một người nào quen biết. Làm cho hắn không khỏi nhớ tới mấy vị sư huynh ở hỏa táo phòng. Không biết đại sư huynh lúc này thế nào, cả hát tam bàn nữa. Đấy lòng bạch tiểu thuần có chút thổn thức. Đi được hơn nửa canh giờ, lúc mặt trời đã hoàn toàn bay lên, hắn đã nhìn thấy được 10 tấm bia đá kinh người của vạn dược cốc ở phía xa xa. 10 tấm bia đá này chính là tiêu chí của vạn dược cốc. Mỗi một tòa đều tràn ra ánh sáng màu xanh nhạt, cao tới vài chục trượng, khí thế như cầu vồng, như mười người khổng lồ đứng ở nơi đó, quy vũ bất phàm. Có thể nhìn thấy ở trên bia đá có một nhóm dấu vết của chữ viết. Đại biểu cho bài danh từ một đến một trăm. Nhưng ở bên trên lại không có tên gọi, mà chỉ là một đám đồ án. Từng cái đồ án đều đại biểu cho từng cái ấn ký dược sư ngày sau của mỗi một thiên kiêu trong vạn dược các. Mỗi một dược sư đều có một cái ấn ký riêng thuộc về mình, nếu hài lòng với linh dược mà mình luyện chế ra thì đều khắc vào, dùng cái này để truyền lưu thiên cổ. Cho nên đối với dược sư thì ấn ký chính là đại biểu cho vinh quang, rất trọng yếu. Ngày đó lúc Hậu Vân Phi mang Bạch Tiểu Thuận tới nơi này cũng đã từng giới thiệu đơn giản một phen, lần này Bạch Tiểu Thuận đi một mình tới đây. Đi tới gần, hắn đã thấy được bài danh ở trên mười tấm bia đá kia. Bắt mắt nhất chính là bài danh đệ nhất trên tòa bia đá trước mắt hắn đó là một cái bảo bình cái bảo bình này hầu vân phi từng nói cho bạch tiểu thuần biết đại biểu cho chu tâm kỳ cái tên này bạch tiểu thuần không xa lạ gì lúc hắn vẫn còn là tạp dịch vào một lần dưới đêm trăng trương đại bàng vừa ăn rễ nhân sâm vừa cảm khái nói về chu tâm kỳ này nàng vốn sinh ra ở một gia đình phàm nhân mấy năm trước bị một vị tiền bối trong tông môn phát hiện ra có tư chất kinh người nên dẫn vào tông môn sau khi cẩn thận xem xét tư chất, lập tức làm oanh động toàn bộ Linh Khê Tông. Nàng có linh mạch thảo mộc hiếm thấy, chẳng những tốc độ tu hành nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, mà còn có tiềm lực luyện dược kinh người, cuối cùng bái nhập Hương Vân Sơn, trở thành đệ tử duy nhất của trưởng tọa Lý Thanh Hậu, được xem là người kế tục Lý Thanh Hậu sau này, trở thành dược sư chèo chóng cho Tông Môn trong tương lai. Môn quy của Linh Khê Tông bất cứ người nào dù có tư chất cao thế nào đi nữa thì cũng không thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn cho nên nàng cũng giống như các thiên kiêu khác của hai tòa núi bên bờ nam cũng đều phải bắt đầu từ đệ tử ngoại môn dùng cái này để tôi luyện bản thân nhưng mặc dù như thế thì tài nguyên tu hành được chu cấp vẫn dựa theo tiêu chuẩn của đệ tử nội môn mà bất cứ ai cũng minh bạch chu tâm kỳ này không bao lâu sau sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử nội môn chẳng những thế cô gái này lại còn xinh đẹp động lòng người làm cho vô số nam đệ tử hâm mộ không thôi bởi vì có những nguyên nhân này nên nàng có thanh danh hiển hách ở trong hàng đệ tử hương vân sơn không người nào là không biết kể cả là những đệ tử nội môn kia cũng chưa bao giờ xem nàng là ngoại môn thậm chí những đệ tử nội môn lâu năm cũng đều rất kiên kỵ bạch tiểu thuần nghĩ tới đây thì rất hiếu kỳ về chu tâm kỳ này nhìn những bia đá kia hắn dứt khoát đi một vòng lớn đi nhìn từng tòa dần dần có chút liếu lưỡi. Chu Tâm Kỳ này cũng thật là lợi hại, 10 tòa bia đá, thì 8 tòa nàng là đệ nhất. Còn hai tòa còn lại thì không có tên của nàng, hẳn là nàng vẫn còn chưa đi sau qua. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, đảo qua bia đá. Giờ phút này đệ tử ở bốn phía dược vạn các dần dần đã nhiều hơn, rất nhanh đã ra vào tấp nập. Bạch Tiểu Thuần thu lại ánh mắt đang tìm kiếm chỗ có thể đổi lấy phần dược thảo thứ hai, thấy người ở đây càng lúc càng nhiều thì có chút kinh ngạc. Không hiểu vì sao hôm nay lại nhiều người như vậy, vì thế mà lách về phía trước. Đột nhiên hắn nghe được từng trận âm thanh xôn xao ở bốn phía như tiếng sóng đang rất nhanh truyền tới. Chu sư tỷ đến rồi. Ha ha, tin tức truyền ra lúc trước quả nhiên là thật, những ngày này Chu sư tỷ chắc chắn sẽ tới đây, không uổng công ta đợi đã nhiều ngày. Hiện giờ, Thảo Mộc Ngũ Thiên, Linh Thú Tam Thiên, Chu sư tỷ đều là đệ nhất lần này tất nhiên là nàng sẽ đi khiêu chiến linh thú đệ tứ thiên những âm thanh bàn tán ở bốn phía lập tức nổi lên đám người đều chen chút thêm một chút làm cho bạch tiểu thuần bị kẹp ở bên trong cũng may thân hình của hắn lúc này cũng chưa mập chen tới chen lui rốt cục cũng lách được ra ngoài đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy được một đạo trường hồng từ đằng xa nháy mắt đã bay tới đạo trường hồng kia là một lẵng hoa màu xanh ở bên trên có một cô gái mặc y phục của đệ tử ngoại môn tóc đen như tơ đang theo gió phất phơ, mi phượng tinh tế, đôi mắt lạnh như trăng sao, làn da đẹp hiếm thấy, dáng người nhẹ nhàng, thanh nhã thoát tục. Giờ phút này nàng đang bay tới một trong mười tòa bia đá. Trong tiếng hoang hô của đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía, cô gái này hạ xuống đất, mắt không nhìn bốn phía. Mà chỉ có mười tòa bia đá song song với căn nhà gỗ, lựa chọn một cái trong đó rồi cất bước đi vào. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới để ý thấy ở dưới 10 tòa bia đá, ở bốn phía đều có một loạt căn nhà gỗ. Lúc này ngoại trừ chỗ bia đá bên ngoài mà Chu Tâm Kỳ đi tới, thì ở những căn nhà gỗ xung quanh những tấm bia đá khác cũng có không ít người đang ra ra vào vào. Rốt cục lại được nhìn thấy Chu Sư Tỷ một lần nữa, lần này Chu Sư Tỷ nhất định sẽ thành công đứng hạng nhất của tòa bia đá thứ chín. Mục tiêu của Chu Sư Tỷ là 10 tòa đều đứng thứ nhất mà chưa từng có ai làm được mà cũng chỉ có nàng mới có thể làm được điều này lần khảo hạch linh thú đệ tứ thiên này nhất định là nàng sẽ đứng thứ nhất trong lúc đám đệ tử bốn phía đang hưng phấn bạch tiểu thuần tìm ở bên cạnh một tên đệ tử ngoại môn gầy yếu vốn cũng đang hô to chu sư tỷ cố lên sau đó thừa cơ hỏi thăm một phen đối phương dường như đang có tâm tình rất tốt liền giải thích kỹ càng cho hắn một phen bạch tiểu thuần đã xác định muốn lấy được phần thảo mộc thứ hai thì cần phải đi vào trong căn nhà gỗ ở dưới tấm bia đá để tiến hành khảo hạch thành công mới có vì vậy hắn liền tranh thủ thời gian lách tới tòa bia đá thứ nhất thật vất vả mới tới gần được thì lại phát hiện ra những căn nhà gỗ ở đây đều đã đầy rồi đợi một hồi mới thấy có một người cúi đầu ủ rũ đi ra hắn không chần chừ lập tức bước tới vừa mới đi vào trong căn nhà gỗ thì những tiếng ồn ào bên ngoài như đã bị ngăn cách mà trở nên yên tĩnh phi thường. Căn nhà gỗ không lớn, ở bên trong có đặt một cái bồ đoạn, ở trước bồ đoạn có một tấm bia đá nhỏ khác. Dựa theo những lời hỏi thăm được, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, lấy ra ngọc giảng ghi chép thảo mộc đệ nhất thiên, đụng vào tấm bia đá. Cái ngọc giảng này nháy mắt đã dung nhập vào. Tấm bia đá khẽ chấn động, rồi có hào quang lan rộng ra ngoài. Vị sư huynh kia vừa mới nói, lúc này phải vẽ lên tấm bia đá đại biểu cho ấn ký dược sư của bản thân trong tương lai. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi một chút rồi cười lên ha hả, vẽ lên tấm bia đá một con rùa đen, hắn thích rùa đen. Con rùa đen này được vẽ siêu siêu vẹo vẹo, có chút khó coi, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất không tồi. Ấn ký hình con rùa đen lóe lên rồi biến mất. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, định khí ngưng thần một lát, hai mắt lộ ra tia sáng, tay phải chậm rãi nâng lên hướng về phía tấm bia đá lúc sắp chạm vào thì trong đầu hắn oanh lên một tiếng. Mắt hoa lên, tới lúc rõ ràng thì bốn phía đã không phải là căn nhà gỗ, mà là đang ở trong một cái không gian hư ảo. Bạch Tiểu Thuần còn chưa kịp dò xét bốn phía thì ở trước mắt của hắn đã có hào quang lóe lên. Ở trước mặt hắn, trong nháy mắt bỗng xuất hiện vô số dược thảo đang ùn ùn kéo đến. Những dược thảo này cũng không phải là nguyên vẹn mà toàn bộ đều bị tàn phá, đã bị chém nhỏ ra thành hơn 10 phần, toàn bộ lẫn lộn cùng một chỗ, trải ra rậm rạp chằng chịt. Đưa mắt nhìn thì số lượng trong chốc lát đã nhiều không đếm xuể. Đây chính là khảo hạch khủng bố của vạn dược các khiến cho vô số đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn vô cùng căm phẫn. Bao nhiêu năm rồi, vô số người ở khảo hạch này lực bất tòng tâm. Cũng bởi vì điều này mà phàm là người có tên trên bia đá, tiến vào top 100 thì đều được vô số người hâm mộ, thực lòng tin phục từ đáy lòng. Nhất là 10 hạng đầu, Thậm chí là vị trí đầu tiên tên đúng như thực trong vòng một nén nhang nhanh chóng ghép lại dùng số lượng nguyên vẹn nhiều hay ít làm khảo hạch bắt đầu một âm thanh lạnh như băng giống như không tồn tại bất cứ tình cảm nào vang lên quanh quẩn ở trong không gian hư ảo này đơn giản như vậy bạch tiểu thuần cảm thấy có chút khó tin với trình độ hiểu biết về dược thảo ở trong ngọc giảng của hắn thì giờ phút này chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra được tàn phiến tạo thành mấy trăm loại dược thảo. Trước khi đến đây hắn đã nghĩ rất nhiều, lúc này thấy khảo hạch lại dễ dàng đến vậy, thì đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lo lắng. Không được, khảo hạch đơn giản như vậy thì số lượng cần thiết để thông qua nhất định là sẽ rất cao. Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương, vội vàng nắm chặt lấy thời gian, tay phải nâng lên liên tục chỉ 10 cái từng miếng dược thảo tàn phiến bị hắn chỉ tới đều dựa theo suy nghĩ trong đầu của hắn nháy mắt đã ngưng tụ lại với nhau tạo thành hai gốc dược thảo hai tay của hắn liên tục điểm tới gần như là không hề dừng lại vô số tàn phiến bay ra ngưng tụ lại với nhau hợp thành một gốc dược thảo dần dần số lượng càng lúc càng nhiều rất nhanh đã lên tới hơn một trăm bạch tiểu thuần nhìn không chuyển mắt tinh thần tập trung cao độ đã quên đi tất cả sự tình ở bốn phía trước mắt chỉ còn những thảo mộc tàn phiến này hai tay của hắn càng nhanh hắn sốt ruột lo lắng khảo hạch thất bại cho nên giờ phút này phát ra hung ác con mắt cũng dần dần xuất hiện tơ máu hai tay lại càng nhanh hơn một trăm gốc hai trăm gốc ba trăm gốc năm trăm gốc một nghìn gốc bạch tiểu thuần đầu đầy mồ hôi thậm chí đỉnh đầu còn có cả khói trắng toát ra hai tay càng nhanh hơn những thảo mộc tàn phiến kia hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là đã lập tức nhận ra đó là loại thảo dược nào. Bởi vì lúc hắn đọc thuộc lòng cái ngọc giảng, hắn đã đem những dược thảo kia đi nghiên cứu như muốn mài thành cho rồi. Nhưng mà không có điều kiện kia, vì vậy mà chỉ có thể quan sát được cực hạn, hiểu rõ được toàn bộ. Cảnh tượng này nếu như bị đệ tử ở bên ngoài nhìn thấy thì nhất định là sẽ phải hít vào một ngùng khí, không cách nào tin. Bọn hắn vốn cho rằng khảo hạch này làm cho tức lộn ruột cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được cái thực sự làm cho người ta tức lôn ruột lại chính là nghiên cứu của bạch tiểu thuần đối với một vạn dược thảo ở bên trong ngọc giảng thời gian trôi qua hai nghìn gốc ba nghìn gốc hai mắt bạch tiểu thuần ngập tràn tơ máu hai tay của hắn đã chỉ còn có thể miễn cưỡng chuyển động theo suy nghĩ nếu không phải là có tu vi ngưng khí tầng bốn trợ giúp sợ rằng đã không cách nào có thể nâng lên rồi đã đến loại trình độ này bạch tiểu thuần cũng không biết mình liệu có thể thông qua hay không chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái không ngừng tiếp tục kiên trì bốn ngàn gốc năm ngàn gốc sáu ngàn gốc bảy ngàn gốc không biết là đã trôi qua bao lâu những dược thảo tàn phiến kia đã cũng không còn lại nhiều lắm bỗng nhiên toàn bộ lóe lên hào quang nháy mắt biến mất trước mắt hắn lại một lần nữa hoa lên tới lúc rõ ràng thì đã về tới bên trong căn nhà gỗ trên tấm bia đá có xuất hiện một miếng ngọc giảng đó chính là miếng ngọc giảng ghi chép dược thảo thiên thứ nhất mà hắn đem dung nhập vào lúc trước. Còn kém một chút, còn kém một chút nữa sao? Trong lòng của hắn tâm thần bất định, đành nhặt lên ngọc giảng cúi đầu đi ra khỏi căn nhà gỗ. Lúc ra tới bên ngoài, đã nghe thấy có vô số tiếng hoang hô. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến căn nhà gỗ mà Chu Tâm Kỳ đi vào, nàng này cũng đi ra vào đúng lúc này. Tấm bia đá ở phía sau lưng nàng, Bảo bình đại biểu cho tên của nàng đã xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Chương 18 đó là bia đá linh thú đệ tứ. Nếu chú ý thì có thể thấy vị trí thứ nhất lúc này trên chính tấm bia đá bên kia chỉ có một cái bảo bình. Vô số âm thanh hoang hô ầm ĩ vang vọng cả bốn phương. Ha ha, Chu sư tỷ thành công rồi. Ta đã nói rồi, Chu sư tỷ hiển nhiên sẽ khai sáng ra một truyền thuyết đệ nhất chưa từng có từ trước đến nay a. À không hổ danh là người có tư chất linh mạch thảo mộc chu tâm kỳ, tương lai nàng này không thể dự đoán được. Chu sư tỷ, bọn ta trong đợi tỷ đạt được đệ nhất, mở ra tiền lệ là đệ nhất nhân trên cả 10 bia đá, khiến cho đại chung của Linh Khê Tông phải gõ vang rung động toàn tông môn. Những tiếng hoang hô của đám đệ tử ngoại môn tại vạn dược các vang lên không ngớt. Mặc dù trong đám cũng có vài người sắc mặt cũng trở nên khó coi, lời nói đầy gay gắt nhưng đều đã bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô đang tràn ngập khắp nơi trong đám đệ tử ngoại môn chu tâm kỳ hiện như mặt trời ban trưa thậm chí nàng còn được tất cả mọi người tại hương vân sơn xem như là người đại diện cho ngọn phong này chu tâm kỳ mỉm cười cho dù ngày thường nàng vẫn lạnh như băng nhưng được vây giữa những lời hoan hô của vô số đệ tử nơi này cũng không khỏi cảm thấy đắc ý trong lòng Lúc này nàng cũng cười cười khiến cho âm thanh hoang hô chúc mừng của đám đệ tử xung quanh càng thêm nồng nhiệt hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng trong đám người đầy hâm mộ nhìn Chu Tâm Kỳ, trong lòng hắn chợt thở dài ngẩng đầu nhìn về bia đá linh thú thứ nhất. Chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt hắn chợt trợn to, sau đó mới lấy ra ngọc giản chứa phần đầu tiên của thảo mộc nhìn kỹ lại. Thì ngoài một vạn thảo mộc ban đầu trong ngọc giản thì đã có thêm thông tin của một vạn thảo mộc nữa. Hắn kinh hỉ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lộ ra một dáng vẻ đầy ngạo nghễ lúc này hắn nhìn thấy rõ ràng bên trên tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia lại có một ký hiệu rùa đen đẹp mắt cứng cỏi đứng phía trên bảo bình nhìn sao cũng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu vốn hắn đang định rời đi nhưng lúc này đành đứng lại bên trong đám người đè nén lại hưng phấn trong lòng còn đang chuẩn bị nghe tiếng hoan hô của đám người bốn phía dành cho mình chỉ là đợi mãi nhưng đám người xung quanh đều đang đổ dồn sự chú ý về phía chu tâm kỳ. Không có ai lưu ý tới bia đá thảo mộc cả. Thậm chí chu tâm kỳ phía bên kia cũng định nhanh chóng quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần chợt sốt ruột, trừng mắt nhìn về phía sau. Sau đó hắn bỗng nhiên kinh ngạc hô to lên. Các người xem tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên bên kia, thế nào mà đứng đầu không phải là chu sư tỷ nữa rồi. Đổi người rồi à, thật kỳ quái cái ấn ký rùa đen đẹp mắt này là ai vẽ ra vậy a? À? Giọng hắn lanh lảnh, trong đám đông đang hân hoan vậy nhưng cũng có lực gây chú ý không ít, hơn nữa nội dung câu nói cũng quá mức trung động. Không ít người đứng bên cạnh hắn chợt vô thức mà đồng loạt quay lại nhìn. Sau đó sắc mặt cả đám chợt đại biến mà truyền tới từng tràng kinh hô. Cứ như vậy, những người nghe được tiếng kinh hô lại vô thức mà nhìn lại, rồi cả người trở nên chấn động, khuôn mặt lại lộ ra vẻ không tưởng nổi. Rất nhanh, mọi người nơi đây đều chú ý tới bia đá Thảo Mộc đệ nhất thiên kia. Đây là, đây là tòa bia đá đệ nhất thiên kia, vậy mà có người đã vượt qua Chu Sư Tỷ. Làm sao có thể chứ, trời ạ, à, thật sự có người vượt qua Chu Sư Tỷ. Người này là ai mà ấn ký rùa đen này vẽ ra lại vô cùng khó coi, tên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại có người có dám khiêu chiến với Chu Sư Tỷ về mặt tạo nghệ thảo mộc a. À? Lớn chuyện rồi đây chủ sư tỷ lúc này cũng không phải mà đệ nhất chín bia nữa, mà vẫn còn là đệ nhất tám bia. Đám đệ tử bốn phía chợt xôn xao, đồng thời lúc này cũng nổi lên từng trận nghị luận to lớn, ầm ĩ không thua gì tiếng hoang hô lúc nãy đối với Chu Tâm Kỳ. Dù sao thì mấy chuyện này xảy ra, khiến cho người khác không chuẩn bị tâm thế, một màn ngoại ý này đã đến cực hạn chịu đựng của họ rồi. Lúc này trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý đứng trong đám người nhưng lại lo lắng lúc này hắn đứng ra thừa nhận thì lại không được ổn thỏa cho lắm, vì vậy mà cứng rắn chịu đựng. Nhưng cũng thỉnh thoảng lại hô to lên vài tiếng, giọng điệu kinh ngạc của hắn bên trong đám người cũng được coi là khá nổi bật. Thật ra chính bản thân hắn cũng không hề nghĩ được mình lại có thể giành vị trí đứng đầu. Đúng lúc này, Chu Tâm Kỳ vốn đang định rời đi, chợt khựng người lại. Nàng có nghe được tiếng kinh hô của đám người bốn phía, lúc quay người đưa mắt phượng nhìn về phía bia đá thảo mộc đệ nhất thiên kia, thì nhìn thấy được ấn ký rùa đen đang đứng đầu trên bảng sắp xếp vị trí. Vốn nàng đang khẽ chau mày, đôi lông mày chợt nhanh chóng giãn ra, nhưng trong lòng nàng cũng không dậy lên tiếng sóng nào cả. Nàng nhớ khi xưa đạt được vị trí đệ nhất trên bia đá là lúc mới trở thành đệ tử ngoại môn, khi đó nàng cũng không dùng toàn lực không nói tới bây giờ bản thân nàng hoàn toàn đã không cùng trình độ với trước kia rồi. Đúng vậy, trong tông môn hẳn là xuất hiện được một hạt giống tốt. Nàng bình thản nói, thanh âm rất nhỏ, đồng thời cả người nhoáng lên đã tới bia đá thảo mộc đệ nhất thiên rồi tiến vào. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là bị người vượt qua một lát mà thôi, đoạt lại là được rồi. Nàng khẽ động, khiến cho một đám đệ tử xung quanh chợt hưng phấn. Cả đám đều nhìn chăm chú không rời mắt. Khi nhìn thấy Chu Tâm Kỳ bước vào căn nhà gỗ dưới tấm bia đá linh thảo đệ nhất thiên thì trong lòng cũng đầy chờ mong. Chu sư tỷ là muốn lấy lại vị trí đệ nhất của nàng về a, à, vị sư đệ vẽ ra ấn ký rùa đen này coi như không tệ, đáng tiếc vị trí đệ nhất này chỉ có thể giữ được một nén nhang mà thôi. Cũng khá rồi. Người này coi như cũng là một thiên kiêu về thảo mộc rồi, nhưng mà gặp Chu sư tỷ thì chỉ có thể coi như vận khí người này không tốt đi. Nghe tiếng bàn luận xung quanh mình, bạch tiểu thuần chợt cảm thấy trong lòng đầy hồi hộp cũng cảm thấy có chút không chắc chắn bởi vì một mặt hắn đang lo lắng chuyện vẫn còn một số thảo mộc tàn phiến còn chưa kịp tổ hợp lại hoàn chỉnh một phần cũng do danh khí của chu tâm kỳ quá lớn đi thậm chí chính bản thân hắn lúc này cũng nghĩ có lẽ mình sẽ đứng vị trí thứ hai không sao cả thứ hai thì thứ hai nam nhân tốt không đấu đá với nữ nhân a à. bạch tiểu thuần tự an ủi bản thân cũng muốn rời đi nhưng cuối cùng không cam lòng mà vẫn đứng tại nơi này suy tính thiệt hơn. Một nén nhang cũng nhanh chóng qua đi, vị trí trên bia đá cũng không có biến hóa, vị trí của Bạch Tiểu Thuần vẫn là đứng đầu. Lúc này Chu Tâm Kỳ đang bước ra khỏi căn nhà gỗ. Sắc mặt nàng lạnh nhạt, trong lòng nàng có mười phần nắm chắc. Lúc này, nàng cũng đã trổ ra tám thành tạo nghệ của bản thân. Tổ hợp hoàn chỉnh bốn ngàn gốc thảo dược trong một vạn gốc tàn phá bên trong. Trong mắt nàng, như vậy là tuyệt đối vượt lên trên vị đệ tử có chút thiên phú không ai biết kia nhưng trong khoảnh khắc nàng bước ra lại không nghe thấy chút âm thanh nào truyền từ bên ngoài nàng bèn nhìn lại thấy sắc mặt mọi người đều cổ quái thậm chí có không ít người lộ ra vẻ hết sức không thể tưởng tượng nổi chu tâm kỳ sững sờ rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá nhìn thấy ấn ký bảo bình đại biểu của mình vẫn đang bị ấn ký rùa đen càng nhìn càng khó coi kia cưỡi lên trên Bốn phái chợt tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sững người. Ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng nhất thời sững sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Chu Tâm Kỳ, cảm thấy cô gái này ngoại trừ dáng vẻ xinh đẹp ra thì dường như không đáng sợ như trong tưởng tượng cho lắm. Hai mắt Chu Tâm Kỳ chợt co rút lại, nhưng lại nhanh chóng trở lại như bình thường. Cũng có chút tư chất thảo mộc, ngược lại ta cũng có chút tò mò về người này rồi. Nàng lại nhoáng cái quay người đi. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng bước vào trong căn nhà gỗ sau lưng thêm lần nữa lúc này thì bạch tiểu thuần cũng không thể rời khỏi đây mà đang kiển chân đứng trong đám người chờ đợi những đệ tử ngoại môn khác thì lại đang không có lớn giọng bàn luận mà chỉ xì xào nói chuyện với nhau dù sao thì trong mắt mọi người thật sự những chuyện kiểu này vốn chưa từng diễn ra cả đám đều cảm thấy vô cùng quỷ dị thậm chí dần dần mọi người nhìn về phía ấn kỳ rùa đen kia cảm thấy có một tia lực lượng thần bí nào đó xuất hiện mà sau một nén nhang khi chu tâm kỳ bước ra ngoài lần nữa thì tia lực lượng thần bí này lại càng thêm mạnh mẽ rùa đen vẫn ở phía trên trời ạ à, người này là ai bạch tiểu thuần chợt mở to hai mắt lanh lảnh hô lên một tiếng mở màn lập tức kéo đi bầu không khí đang bị đè nén của đám đệ tử kia chu sư tỷ đã thử hai lần rồi cũng không vượt qua được nó sao lại có thể như vậy được người này đến cùng có thể tổ hợp ra bao nhiêu gốc thảo dược nguyên vẹn chứ có ai thấy được vừa rồi là vị sư huynh nào tiến vào khảo hạch không vậy mọi người yên tĩnh một hồi lâu lúc này cũng không kém chế được nữa mà chợt ồ lên xôn xao chu tâm kỳ còn đang đứng dưới tấm bia đá cau chặt đôi mày lại vừa rồi nàng đã dùng toàn bộ tạo nghệ thảo mộc của mình hoàn thành sáu ngàn gốc thảo dược nhưng cũng không nghĩ ra vậy mà vẫn còn bị đè ở phía dưới hai mắt nàng chợt nheo lại rồi hừ lạnh một tiếng nàng lại quay người bước vào trong căn nhà gỗ lần nữa trong mắt lúc này đã đầy nghiêm túc sau một nén nhang nàng lại bước ra thần sắc vô cùng ngưng trọng mà xoay người lại lại thêm một nén nhang trôi qua lúc nàng đi ra sắc mặt cũng đã tái nhợt chỉ là gương mặt lại tràn đầy một vẻ cứng cỏi bất phục lại tiếp tục quay người một lần hai lần ba lần bốn lần hơi thở của đám đệ tử xung quanh cũng chợt dồn dập theo từng lần xoay người thử lại của chu tâm kỳ càng lúc càng bùng nổ đến cuối cùng thì tất cả lại tĩnh lặng lại bởi vì mọi chuyện đang diễn ra tại đây cũng đại biểu cho một sự thật đáng sợ bọn họ không cách nào tưởng tượng được người vẽ ra ấn ký rùa đen kia đến cùng đã hoàn thành bao nhiêu gốc thảo dược nguyên vẹn đến nỗi khiến cho chu tâm kỳ không cách nào có thể vượt qua được ấn ký rùa đen lúc này đã khắc sâu vào ấn tượng của mọi người một cách mạnh mẽ đến cực hạn nhất là sau khi chu tâm kỳ một lần nữa bước ra ngoài đôi mắt xinh đẹp của nàng vậy mà đã vằn lên tia máu đám đệ tử bốn phía cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh bạch tiểu thuần trong đám người thì không ngừng ho khan mà hết lần này tới lần khác lại không thể nói cho người khác biết mình chính là người đang đứng vị trí thứ nhất kia khiến cho trong lòng hắn như có một con mèo đang gãi gãi ngứa bên trong hắn chỉ còn cách âm thầm sảng khoái mà thôi không được rồi sau này phải tìm cơ hội tại nơi nào có vạn người nhìn ngắm nói cho mọi người biết được bạch tiểu thuần ta chính là đệ nhất bia đá thảo một đệ nhất thiên. Đưa mắt nhìn sắc trời đang dần tối lại, Bạch Tiểu Thuần chợt thở dài một hơi, bày ra một bộ dạng cao thủ tịch mịch. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay loáng một cái. Chu tâm kỳ tan thành mây khói. Hắn hất hai ống tay áo nhỏ lên, quay người ngạo nghễ bước ra khỏi đám người, rồi dần khuất xa. Ngay khi hắn quay đi, thì Chu Tâm Kỳ đứng dưới tấm bia đá thảo mộc đệ nhất thiên lại cắn răng, lại đi vào trong căn nhà gỗ một lần nữa nàng rất chấp nhất. Đến khi trăng sáng treo cao, vẻ mặt chu tâm kỳ đầy mỏi mệt, nàng nhìn chầm chầm vào con rùa đen kia. Nàng tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chỉ trong một ngày mà bản thân lại gặp những chuyện như thế này, rồi nàng mang theo trầm mặt mà đi xa. Mọi người xung quanh lúc này mới giải tán. Chuyện tình có liên quan tới rùa đen. Trong một đêm này đã nhanh chóng truyền khắp cả Hương Vân Sơn. Vốn tưởng rằng mọi chuyện cũng đã kết thúc ở đây, thì ngay khi trời vừa sáng vào ngày hôm sau đám đệ tử xung quanh vạn dược cắt lại giật mình khi thấy chu tâm kỳ lại tới đây nữa nàng bay thẳng vào trong căn nhà gỗ dưới tấm bia thảo mộc đệ nhất thiên sau khi thất bại lại tiếp tục tiến vào nữa một ngày hai ngày ba ngày suốt ba ngày trời chu tâm kỳ không cam tâm khiến cả đệ tử hương vân sơn đều đem chuyện của rùa đen thần bí ra thảo luận đến một cấp độ khó mà hình dung được không ai không biết không ai không hiểu thậm chí chuyện này còn truyền đến tai của đám đệ tử nội môn mãi đến bảy ngày sau chu tâm kỳ yên lặng đứng dưới tấm bia đá nhìn về phía rùa đen lần đầu tiên trong ánh mắt nàng xuất hiện vẻ ảm đạm bảy tám ngày nay nàng liên tục thử nghiệm đã dùng hết toàn lực thậm chí phát huy hơn hẳn ngày thường thành tích tốt nhất cũng đã đạt tới bảy tám ngàn gốc nhưng vẫn không cách nào vượt qua vị đệ tử thần bí kia người rốt cuộc là ai chu tâm kỳ thì thào nói nhỏ rồi thở dài một hơi, sau đó cắn răng quay người đi, cũng không tiếp tục khiêu chiến nữa. Chỉ là cái ấn ký rùa đen kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng, không cách nào có thể xóa nhòa. Chương 19. Thời gian ở Hương Vân Sơn với tư cách đệ tử ngoại môn của Bạch Tiểu Thuần vô cùng thoải mái, trừ những lúc nhớ nhung mấy món đồ ăn ngon ở Hỏa Táo phòng ra, hắn thấy rất hài lòng với cuộc sống mới. Tốc độ tu hành, những loài thảo mộc hắn vẫn nghiên cứu đều rất thú vị với hắn chỉ là có đôi khi hắn cảm thấy nhàm chán vì xung quanh không có ai quen biết, không có ai để nói chuyện. Cuộc đời tu sĩ luôn cô độc như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn đứng trong sân ngước nhìn bầu trời, bộ dạng như ông cụ non. Gió thu đã qua, trời phủ đầy những bông tuyết bay bay. Nhiệt độ hạ xuống, những cây linh đông trúc trồng trong sân vẫn phát triển khỏe mạnh. Hiện giờ, chúng đã cao hơn người Bạch Tiểu Thuần cành lá xanh biết mang lại ý xuân đối lập với mùa đông đang bao trùm xung quanh. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần trở thành đệ nhất trên thảo mộc thạch bia, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Độ khó của quyển thứ hai quả thực vượt ra ngoài dự liệu của hắn, tốc độ nghiên cứu vì thế mà chậm lại. Chu Tâm Kỳ cũng không thấy quay lại thử sức ở bia đá kia nữa. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại những cây thảo mộc còn sót lại, chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thì có chút tiếc núi xen lẫn áp lực ta nhất định phải dương danh, không thể để cho tiểu cô nương chu tâm kỳ kia vượt xa được. Bạch tiểu thuần hạ quyết tâm. Hắn còn chưa hoàn thành tâm nguyện được đứng trước cả vạn ánh mắt của mọi người mà nhận mình là dược sư có ấn ký là con rùa đen kia, vì thế, hắn càng cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn. Tuy tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên chậm lại, nhưng việc tu hành bất tử trường sinh công của hắn đã sắp đạt thành một tiểu chu thiên. Mỗi lần hắn tu hành, cảm giác đau nhức trong cơ thể ngày một tăng. Chính vì hắn luôn cố chấp với sự trường sinh nên hắn mới có thể cắn răng. Kiên trì tới bây giờ. Còn có ba ngày. Ba ngày nữa, theo những lời ghi trong bất tử trường sinh công thì ta sẽ hoàn thành trọn vẹn một tiểu chu thiên rồi. Bạch tiểu thuần hít thở sâu. Hắn vừa nghiên cứu thảo mộc đê nhị thiên, vừa chạy đi chạy lại tu luyện bất tử trường sinh công. Ba ngày trôi qua nhanh. Hoàng hôn ngày thứ ba, tuyết rơi trắng xóa bầu trời linh khê tông. Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh, bỗng thân thể hắn chấn động mạnh. Hắn dừng lại, đau nhức diễn ra suốt 81 ngày qua đột nhiên biến mất. Bên trong thân thể hắn bốc lên nhiệt lượng lớn, sau đó ngưng tụ trên da làm da hắn nóng hổi như mời vừa rút ra từ trong lò. Bỗng tuyết rơi chưa chạm vào người hắn đã bị hòa tan, sau đó hóa thành khói trắng bay lên không. Thành công rồi tuy miệng đắng lưỡi khô nhưng Bạch Tiểu Thuần lại vô cùng mừng rỡ. Hắn cúi nhìn thân thể mình, thấy trên da xuất hiện hào quang màu đen, hào quang này di chuyển một vòng quanh người rồi mới từ từ biến mất. Hắn lấy ngón tay phải chọc vào làn da, cảm giác như đụng vào da trâu khiến hai mắt hắn sáng ngời. Hắn khẽ động thân thể, thấy tốc độ di chuyển đã nhanh hơn khá nhiều. Vèo một tiếng, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở cách đó mấy trường. Tốc độ này phải nhanh gấp đôi tốc độ lúc trước của hắn. Bạch Tiểu Thuần vui sướng chạy đi chạy lại, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn không chần chừ, tiếp tục dựa theo khẩu quyết của bất tử trường sinh công mà tu hành. Tình cảnh hiện giờ của hắn giống như đang phải lấy thân mình để thử phương pháp hô hấp. Mỗi lần hít vào thở ra là một vòng tuần hoàn nhỏ, thực hiện liên tục 9981 lần như thế mới tình là hoàn thành một tiểu chu thiên. Nếu có thể kiên trì chịu đựng đau nhức tới lúc tiểu chu thiên kết hợp lại thì sẽ đạt tới bất tử bị tiểu thành. Bạch Tiểu Thuần luyện tập hồi lâu mới từ từ tìm ra quy luật. Hắn đứng trong sân hô hấp. Rất vất vả mới hoàn thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Sau mỗi lần ấy, thân thể hắn lại gầy đi một chút, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Cùng lúc ấy, cảm giác đói bụng lại hiện về. Bụng hắn kêu ồng ọc nhưng hắn không để ý tới mà tiếp tục tiến hành hô hấp. Thời gian trôi qua, thân thể hắn ngày một gầy. Tới lúc hoàn thành lần hô hấp thứ 15 thì chỉ còn có da bọc xương như là tất cả dinh dưỡng đã bị hút hết. Nhưng màu da của hắn lại càng cứng trắng hơn. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được nữa. Hắn mở mắt, đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mịt. Cảm giác đói khát không chịu nổi làm hắn nghĩ, giá trước mặt có một con voi lớn thì hắn cũng có thể nuốt sạch. Không được, ta sắp chết đói rồi. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt một cách khó khăn hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía nhưng không có đồ ăn gì, chỉ có cây trúc xanh mơn mởn. Hắn không chịu nổi, chạy nhanh tới cắn một miếng lớn trên thân cây. Két, thân trúc bị hắn bứt ra một miếng lớn, sau đó nhai trệu trạo, cố gắng nuốt xuống. Hắn biến sắc, cảm giác đắng ngắt khiến người hắn run rẩy. Đắng quá! Ta muốn ăn cơm. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới hỏa táo phòng. Cơn đói trong bụng đã lên đến cực hạn, Trước đây hắn chưa từng phải chịu đựng cơn đói nào như vậy. Hắn cảm thấy chóng mặt, hai mắt chuyển thành màu xanh, hô hấp dồn dập. Bỗng hắn nhau ra ngoài, chạy nhanh khỏi viện. Trên đường núi, Bạch Tiểu Thuần chạy rất nhanh. Những đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy hắn chạy tới, chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi qua thì đã không nhìn thấy bóng lưng hắn đâu nữa. Hắn chạy hết con đường núi, tới khu tạp dịch là lao thẳng vào hỏa táo phòng. Thời gian mở cửa cũng không kịp hắn nhảy vội vào bên trong. bên trong hỏa táo phòng, mọi người đang nấu cơm. sau khi trương đại bàn và hắc tam bàn cùng rời đi, hoàng nhị bàn đã trở thành người đứng đầu nơi này. hắn đang đi tới nồi cơm thì thấy một cơn gió thổi tới, bạch tiểu thuần xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, há miệng vụt xuống miệng nồi. a, à, hoàng nhị bàn kinh hoảng. mấy bàn tử khác cũng sửng sốt. Không kịp nói với nhau câu nào thì Bạch Tiểu Thuần đã với lấy một cái bát tô lớn, liên tục múc cơm đưa vào miệng. Một bát, hai bát, ba bát. Bạch Tiểu Thuần ăn liên tục hơn một trăm bát, bụng hắn như trở thành một cái động không đáy, ăn mãi mà không thấy no. Đói quá. Không được, ta muốn ăn thịt. Bạch Tiểu Thuần như phát hỏa, đưa mắt nhìn mấy vị sư huynh mập mạp như mấy núi thịt thì không khỏi nuốt nước bọt đánh cực mấy tiếng đám bàn tử ở hỏa táo phòng trận mắt, há mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn hắn từng thấy nhiều người đói rồi, nhưng chưa thấy ai bị cơn đói hành hạ tới như vậy. Trong gian bếp này, Bạch Tiểu Thuần giống như một con quỷ chết đói. Nhất là khi thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn mình bằng cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoàng Nhị Bàn và đám sư huynh còn lại vội nhảy lùi về sau, Hoàng Nhị Bàn hét lớn. Cửu Bàn, trong bếp còn có linh thực chuẩn bị cho chu trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, hai mắt lóe hào quang. Hắn vội vàng nhảy vào trong bếp. Đám hoàng nhị bàn bên ngoài đưa mắt nhìn nhau. Người nào người nấy tái mét mặt mày. Thấy chưa? Đây chính là kết cục khi trở thành đệ tử ngoại môn. Tiểu sư đệ bị bỏ đói tới như thế kia. Đánh chết chúng ta, chúng ta cũng không trở thành đệ tử ngoại môn. Mấy sư huynh còn lại đều hạ quyết tâm, đồng thời nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng cái nhìn thông cảm, đồng tình. Vào trong bếp, Bạch Tiểu Thuần vẫn đủ tỉnh táo để chỉ ăn ở những cạnh gốc, không ăn toàn bộ như sáu câu chân ngôn đã nói lúc trước. Nếu hắn phá bỏ quy củ thì sẽ liên lụy tới mấy vị sư huynh kia. Loại chuyện ấy hắn không làm được. Sau khi ăn ngấu nghiến một hồi, cảm giác đói trong bụng đã giảm đi chút ít. Lúc đó hắn mới bước ra ngoài, muốn khóc mà không thành tiếng. Hắn cảm thấy bất tử trường sinh công thật là đáng sợ hiện giờ hắn đã thấy hết đau nhưng cơn đói vẫn đang hành hạ làm hắn phát cuồng nhị sư huynh bạch tiểu thuần trơ mắt nhìn hoàng nhị bàn thấy ánh mắt sư đệ đã trở lại bình thường hoàng nhị bàn mới bình tĩnh trở lại đi tới trước mặt bạch tiểu thuần vỗ vỗ vào bờ vai hắn ra vẻ đồng tình tiểu sư đệ đừng lo lắng cùng lắm thì chúng ta chuẩn bị lại phần khác cho chu trưởng lão là được thấy ngươi đói khác như vậy phải chịu khó về đây tẩm bổ a à? Những lời ấy khiến Bạch Tiểu Thuần cảm động. Hắn cắn răng, quyết định sau này nhất định không được trở lại đây nhiều. Một ngày nào đó, nếu hắn thực sự không nhìn được thì cái họa táo phòng này không thể dung nổi hắn. Sau khi chia tay đám sư huynh hoàng nhị bàn, Bạch Tiểu Thuần đi bộ trên hương Vân Sơn, cảm giác thỏa mãn phần nào đã biến mất, thay vào đó là nỗi sợ một ngày nào đó hắn sẽ thực sự chết vì đói. Không biết trước kia ở Linh Khê Tông đã có ai bị chết đói hay chưa? ta không muốn trở thành người thứ nhất đâu a à. Mặt hắn buồn rười rượi Đang nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề thì chợt nghe tiếng gà gáy vang lên cách đó không xa. Vừa nghe thấy, hắn chợt dừng chân, nhìn chầm chầm về hướng có tiếng gà vang lên, cái bụng đói lại kêu lên ồng ọc. Gà, quay đi quay lại không thấy ai, hắn vội nhảy vào trong bụi cỏ, trường như mấy con trộn tiếng nhanh về phía trước. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần đang thu mình ngồi cạnh hàng rào bên ngoài nơi nuôi dưỡng linh cầm của Hương Vân Sơn. Hắn ngồi xổm, trận mắt nhìn đám gà đang cao ngạo đi tới đi lui bên trong. Những con gà này có lông ba màu, cái đầu to như con ngé con. Bạch Tiểu Thuần nhìn chúng mà hai mắt sáng ngời. Liên tục nuốt nước miếng. "Thịt." Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, âm thanh phát ra cùng nụ cười kỳ dị khiến người khác nghe thấy mà khiếp hãi. Chương 20 Linh Vĩ Kê có thân hình lớn hơn so với gà nhà bình thường rất nhiều, lông vũ cứng cáp, tập tính hung mãnh, sau khi trưởng thành có thể so sánh với ngưng khí tầng 2. Bởi vì thịt của nó có thể dùng để ăn, trứng có thể bồi bổ, máu và xương có thể dùng làm thuốc, nhất là cái đuôi lại càng là nhiên liệu tam sắc hỏa hiếm thấy, khiến cho Linh Vĩ Kê được chăn nuôi rất nhiều ở cả ba tòa núi bên bờ nam của Linh Khê Tông. Nhưng tất cả lại không thuộc quyền sở hữu của tông môn mà là vật tư nhân của Lý Thanh Hậu và hai trưởng tọa của hai tòa núi khác, an bài đệ tử chuyên môn chăn nuôi. Ở trên hương vân sơn này, có tới ba khu vực được dựng lên, sử dụng làm nơi để cho linh vĩ kê sinh sôi nảy nở. Bạch Tiểu Thuần ngồi sống ở trong bụi cỏ, nhìn qua đám linh vĩ kê kia. Lúc trước hắn ở hỏa táo phòng chưa thấy qua lúc còn sống, nhưng thịt thì đã nếm qua, biết được mùi vị của nó cực kỳ ngon, cũng được nghe Trương Đại bạn nói rằng loại gà này ưa thích ăn linh trùng hồi lâu sau thân hình của hắn nhoáng lên một cái hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn đi xuống núi dùng linh thạch còn lại không nhiều lắm đi đổi lấy một túi linh trùng sau đó mới trở lại sân nhỏ vừa về đến nơi thì bụng hắn lại bắt đầu đói bạch tiểu thuần cố nén chóng mặt đi lại tìm kiếm như đang tìm vật dụng gì đó không bao lâu sau khi hắn nhìn thấy những cây linh đông trúc kia thì hai mắt lập tức sáng ngời những cây trúc này bây giờ đã dài chừng khoảng một trượng, kích thước cũng đã to bằng nắm đấm, phát ra linh mang, thoạt nhìn rất là bất phàm. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian tiến lên, đi vòng quanh cây trúc nhìn vài vòng, cười lên ha hả. Hắn dựa theo những hiểu biết về thảo mộc của mình. Đem một gốc linh đông trúc cứng trắng nhất gỡ xuống hai đoạn. Về việc làm thế nào để trộm gà, Bạch Tiểu Thuần đã có phương pháp đặc biệt để xử lý điểm quan trọng trong việc ăn trộm gà là ở một chữ trộm làm thế nào để không bị người nào phát hiện ra là cả một môn học vấn dùng hai đoạn trúc này hắn nhanh chóng làm ra một cái trúc ve sâu vật này là lúc bé hắn học được từ cha hắn nghe nói là một loại lợi khí gặp gà giết gà gặp phượng giết phượng sau đó hắn lại dùng tơ trúc bệnh thành một cái dây thừng sau khi đã thử độ chắc chắn hắn đem cái trúc ve sâu nối vào sợi dây thừng này Nhân dịp đang đêm tối, chạy vội ra ngoài Ta muốn ăn gà Dọc đường đi bụng đói kêu lên ông ọc Thể nhưng hai mắt của bạch tiểu thuần lại tràn đầy ánh sáng màu xanh Loại đói đến hoa mắt này lại càng khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn Thẳng đến chỗ chăn nuôi linh vĩ kê ở gần đây Lúc tới gần thì tốc độ của hắn chậm lại Rón ra rón rén bước tới gần hàng rào Cầm trong tay trúc ve sầu có treo linh trùng rồi dùng sức ném vào Sau đó ngồi xổm ở một bên chịu đựng đói khát cố chờ đợi ở phía xa xa bên trong có một vài căn nhà gỗ đó là chỗ cư trú của đệ tử ngoại môn trong khu chăn nuôi rất lớn này có trên trăm con linh vĩ kê đại bộ phận đang đứng tại chỗ chỉ có một vài con đang đi tới đi lui đôi lúc lại cao ngạo ngẩng đầu khí chất không tầm thường không bao lâu có một con linh vĩ kê như đã nhận ra cái gì quay đầu lại nhìn về một chỗ cách đó không xa sau khi đi tới lập tức nhìn thấy linh trùng liền trực tiếp mở to miệng mổ tới. Ngay lúc con linh vĩ kê này mổ xuống linh trùng, giống như là làm xúc động cơ quan, lập tức một cành trúc bị bẻ công đột nhiên bắn ra, rất là xảo diệu dựng thẳng ở trong miệng của con linh vĩ kê này, khiến cho cái mỏ gà bị cưỡng ép mở ra. Con linh vĩ kê này muốn phát ra thanh âm, nhưng miệng lại bị kẹt, khiến cho một điểm âm thanh cũng không được truyền ra. Nó muốn dùng sức đem cây trúc dựng ở trong miệng nghiền nát, nhưng đoạn trúc này cứng rắn vô cùng, nên tất cả đều vô dụng, đồng thời còn có một cổ đại lực đột nhiên từ trên cây trúc truyền đến. Mặc cho con linh vĩ kê này dãy dụ thế nào, cũng rất nhanh bị ném lên không một tiếng động, thẳng tới phía sau hàng rào. Dây thường rung lên, con linh vĩ kê lập tức bị kéo bay lên, bị bạch tiểu thuần chụp lấy. Tu vi ngưng khí tầng 4 của hắn dồn hết vào đôi tay, cộng thêm làn da cứng cỏi, khí lực rất lớn, trực tiếp bóp chặt một cái vào cổ con gà. Ném vào trong túi trữ vật động tác cực kỳ thành thục, nhìn rất là lão luyện. Toàn bộ quá trình dùng không đến 30 hơi thở. Đây cũng là do lúc chờ đợi tốn mất một ít, nếu không thì còn nhanh hơn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất kích động, nhanh chóng trở về sân nhỏ của mình. Rất nhanh, từng trận mùi thơm tràn ra, tới lúc trời sáng, thì con gà kia đã hoàn toàn bị nhét vào trong bụng Bạch Tiểu Thuần. Chỉ còn lại lông cùng với xương gà trên đất. Ăn xong một con linh vĩ kê, cảm giác đói khát của Bạch Tiểu Thuần lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thân thể đã được bồi bổ lại một ít, toàn thân ấm áp. Khiến cho hắn cảm thấy rất là thoải mái. Thậm chí linh khí ở bên trong thân thể cũng nhiều ra thêm một tia. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là trường sinh bất tử công, khiến cho hắn có thể một hơi vận chuyển bảy tám lần hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, bên trong cơ thể của hắn đều có từng trận hơi ấm tràn ngập, ngưng tụ lại ở trên da, khiến cho làn da của hắn thoạt nhìn càng thêm cứng cỏi, tuy có ánh đen thoáng hiện lên, nhưng cẩn thận nhìn thì vẫn là trắng bóc như cũ. Cái bất tử trường sinh công này, lúc đầu là đau, sau lại đói, tu hành có độ khó không nhỏ, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Tay phải bạch tiểu thuận nhấc lên. Lấy ra thanh kiếm gỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhẹ chạm vào mu bàn tay một cái. Thanh kiếm gỗ hai lần luyện linh này, lúc chạm vào làn da của bạch tiểu thuần, hắn rõ ràng lại cảm nhận được có một ít lực cản. Hắn không tiếp tục đâm thêm, nhưng đối với việc tu hành bất tử trường sinh công thì càng thêm kiên định. Dựa theo thuyết pháp của bất tử trường sinh công thì cái bất tử bị này chia ra làm bốn cấp độ kim, ngân, đồng, thiết. Ta bây giờ có lẽ chỉ là nhập môn, nếu như có thể hít thở đủ 81 ngày, thì có thể đạt tới bất tử thiết bị tiểu thành. Bạch Tiểu Thuần nhìn nắm xương gà ở một bên đối với phương pháp tu luyện thành bất tử thiết bị đã rõ ràng ở trong lòng. Cũng may là trên núi này cũng có tương đối nhiều linh vĩ kê. Bạch Tiểu Thuần cười lên ha ha, càng có hứng thú với linh vĩ kê. Hắn không biết, cái bất tử trường sinh công này ở trong linh khê tông, vạn năm qua cũng đã có không ít người tu luyện qua, trong đó hơn phân nửa là ở trước 81 ngày khó có thể thừa nhận được cái loại tra tấn khủng bố này mà buông tha, nhưng cũng có một ít tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên trọng điểm tu hành của công pháp này chính là hao phí tài nguyên. Nếu như muốn tu đến bất tử kim bì thì lượng tiêu hao là một cái giá cực kỳ khủng bố. Cho dù là cả một tông môn cũng không dễ dàng trả được. Dù sao thì với lượng tài nguyên đó mà đem đi tu hành những phương pháp luyện thể khác thì mặc dù không có huyền diệu như bất tử trường sinh công, nhưng lại là có lợi nhất. Cũng bởi vì thế mới khiến cho bất tử trường sinh công đặt ở trong tàng kinh các không có người ngó ngàng. Sau khi tu hành một phen, Bạch Tiểu Thuần đem đóng xương gà kia dọn dẹp lại, đem chôn ở trong linh thổ. Về phần những lông gà kia cũng bị hắn ném luôn xuống dưới. Lúc này hắn mới đi ra khỏi sân nhỏ, đi tới nơi có nhiều đệ tử ngoại môn. Vảnh tai tìm hiểu tin tức. Theo kinh nghiệm của hắn năm đó, biết rõ việc ăn trộm gà này phải cách dăm ba bữa thì mới tốt. Sau một phen tìm hiểu, hắn cũng không có nghe được sự tình liên quan tới linh vĩ kê bị mất mà ngược lại lại tình cờ biết được lông đuôi của linh vĩ kê lại là nhiên liệu tam sắc hỏa. Sau khi biết được việc này, Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy về sân nhỏ, vội vàng đào đám lông đuôi ba màu ở trong linh thổ ra, cầm ở trong tay nhìn nửa ngày, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khó trách linh vĩ kê này lại được nuôi với số lượng lớn. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đem lông vũ ba màu đặt ở trong túi trữ vật. Vật ấy đối với người khác thì chỉ đơn thuần là nhiên liệu tam sắc hỏa nhưng đối với hắn thì lại đại biểu cho luyện linh ba lần hắn không dùng ngay lập tức ý định của hắn là sau này có được linh dược thì lại đem đi luyện linh khiến cho hiệu quả của linh dược lại càng mạnh hơn nữa mấy ngày sau bạch tiểu thuần yên tĩnh được vài ngày lại bắt đầu đói bụng trong đêm khuya ngày hôm ấy hắn để xuống ngọc giảng thảo mộc thiên thứ hai lại sờ soạn chuồn ra khi trở về ở trong túi trữ vật đã có hai con linh vĩ kê cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đã qua một tháng một tháng này trong toàn hương vân sơn dần dần đã truyền ra sự tình linh vĩ kê bị mất trộm thậm chí lý thanh hậu cũng đã biết được việc này dù sao trong một tháng này tại ba khu chăn nuôi linh vĩ kê số lượng linh vĩ kê bị mất đi đã tới mấy chục con nhưng cũng không có quá mức để ý tới lại bởi vì y có việc phải đi ra ngoài nên cũng không để ý đến nữa buồn bực nhất chính là những đệ tử ngoại môn phụ trách chăn nuôi linh vĩ kê kia. Bảy tám người này không phải đau lòng vì gà, dù sau đó cũng không phải là gà của mình, hơn nữa trưởng tọa cũng không nói gì, nhưng bọn hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Rõ ràng có người dám ăn trộm gà ở trước mắt mình. Đối với kẻ ăn trộm gà kia đã căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, vô luận bọn hắn có trông coi như thế nào đi nữa thì gà vẫn không ngừng bị bắt mất mà điều để cho bọn hắn khó hiểu nhất đó là mỗi lần đều vô thanh vô tức mà bị bắt mất căn bản cũng không có chút âm thanh nào truyền ra giống như là gà này cứ tự nhiên mà biến mất còn về phía bạch tiểu thuần một tháng này thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục như thường thậm chí còn mập ra thêm một vòng mặc cho bất tử trường sinh công có hấp thu như thế nào thì đều có thịt gà đi bổ sung mặt nhỏ đỏ bứng đã khôi phục lại cuộc sống mỗi ngày đều vui tâm tình đã tốt rồi bụng cũng không còn đói nữa rồi, nên tốc độ nghiên cứu thảo mộc đệ nhị thiên của hắn cũng tăng lên không ít. Rốt cuộc đến ngày hôm nay, hắn đã hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt cái thảo mộc đệ nhị thiên này. Nhất là lần trước đã có kinh nghiệm, nên lần này hắn lại càng thêm chu đáo, chẳng những là gân lá, gốc rễ, lông tơ đều thuộc lòng. Hắn càng có nắm chắc, dù là thảo mộc có bị cắt ra làm mấy chục phần thì hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Lúc này hắn mới ưỡn ngực ngẩng đầu, tiêu sái bước ra khỏi sân nhỏ. Lần này, ta muốn cho tất cả mọi người biết, ta chính là quy gia cưỡi ở bên trên chu tâm kỳ. Bạch Tiểu Thuần mang theo chợ mông, đi tới vạn dược cát. Chương 21 Lên lõi cả buổi, Bạch Tiểu Thuần mới tiến đến gần bia đá thảo mộc đệ nhị thiên. Đang lúc muốn đi tới thì hắn loáng thoáng tiếng bàn luận bên tai của ba đệ tử ngoại môn trước mặt, dường như trong câu chuyện đang bàn luận liên quan đến bản thân hắn. Các ngươi nghe nói chưa, gần đây tông môn chúng ta lại phát sinh một chuyện lạ có người chuyên môn ăn trộm linh vĩ kê của lý trưởng tòa nghe nói gần đây ước tính đã mất khoảng trăm con rồi đâu chỉ trăm con chứ ta nghe nói toàn bộ gà của lý trưởng tòa gần như bị trộm sạch rồi đến nỗi kẻ trộm kia đã bị toàn bộ đệ tử phụ trách chăn nuôi linh vĩ kê liên thủ truy nã còn hung hăng muốn đem kẻ này phân thành tám phần cho gà ăn sạch mới hả cũng quái là thật Hương Vân Sơn chúng ta thế nào mà gần đây toàn đi ra những chuyện hiếm thấy? Trước là vụ rùa đen thần bí, lần này lại là siêu trộm gà nữa. Bạch Tiểu Thuần vô thức co rụt cổ lại, cảm thấy có chút chột dạ. Không phải chỉ trộm đi mấy con gà thôi sao? Thế nào mà lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy? Nhìn sự tình thế này, dường như cả tông môn đều biết chuyện rồi a. À, hơn nữa lúc này nghe được Linh Vĩ kê thuộc sở hữu của Lý Thanh Hậu, hắn càng thêm hoảng sợ ta không có trộm nhiều như vậy a à. bạch tiểu thuần chợt có cảm giác bản thân bị vu oán giá họa đang định cân nhắc xem nên thay đổi ấn tượng của mọi người đối với chuyện tình siêu trộm gà này như thế nào thì đột nhiên hắn nghe được tiếng huyên náo truyền tới từ phía sau tiểu nha đầu ngươi chen lấn cái gì vội vàng đi đầu thai a à. chen vào ngươi thì làm sao ngươi to tác lắm sao sợ bị chen lấn trúng ngươi thì đừng tới nơi này a à. bổn tiểu thư chen lấn vào ngươi đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi? Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy giọng nói sau lưng truyền tới có chút quen tai nên quay người lại nhìn. Bất giác nhìn thấy một tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại, đang chống tay lên eo, ưỡn ngực lên, vẻ mặt cao ngạo đang dằn co với một đại hán. "Hầu tiểu muội." Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Tiểu cô nương này chính là Hầu tiểu muội, nàng nghe được giọng nói kia bèn quay lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo chợt chuyển thành kinh hỉ tiểu thuần ca ca là ngươi hầu tiểu mùi vội uống éo eo nhỏ chạy tới bên bạch tiểu thuần người chưa tới gần nhưng một khí tức thanh thuần nóng bỏng đã ập vào mặt a à, tiểu thuần mùi mùi bạch tiểu thuần nhìn thiếu nữ tràn đầy sức sống cực kỳ đáng yêu trước mặt mình tiểu thuần ca ca thật xấu a à, lại còn trêu chọc người ta người ta gọi là hầu tiểu mùi hầu tiểu mùi nghe được mấy lời của bạch tiểu thuần trên mặt chợt phất hồng ngây thơ nói càng như vậy, thiếu nữ tràn trề sức sống trước mặt lại càng thêm tươi đẹp động lòng người khiến cho không ít đệ tử ngoại môn xung quanh không khỏi sáng ngời hai mắt nhìn nàng. Mà đại hán kia, thì toàn thân chợt nổi da gà. Cảm giác tiểu cô nương này biến hóa quá lớn, hỉ nộ vô thường hiếm thấy. Tiểu thuần ca ca, ca ca ta xuống núi còn chưa trở về, đây là lần đầu tiên ta tới đây một mình. Muốn đổi lấy phần thứ hai của thảo mộc thì đến chỗ nào đổi a? À? Hầu tiểu mùi vội hỏi thật ra lần trước nàng cũng đã tới một lần nhưng lúc đó ca ca nàng mang nàng tới lúc này nàng còn đang chưa biết nên làm sao thì lại gặp được bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần mỉm cười bắt đầu giới thiệu cho hầu tiểu muội một phen miêu tả vô cùng kỹ lưỡng hầu tiểu muội thỉnh thoảng lại gật gật đầu lúc này dường như cũng đã hiểu được đôi chút nàng nhìn về phía bạch tiểu thuần trước mặt càng nhìn càng thấy bạch tiểu thuần sư huynh chẳng những là người tốt mà còn hiểu biết phi thường phong phú sau khi giới thiệu xong, Bạch Tiểu Thuần bèn nhìn hầu tiểu mùi một cái. Rồi cũng không nhìn được mà chỉ lên trên tấm bia thảo mộc đệ nhất thiên, giả một bộ dạng nói chuyện nước chảy mây trôi. Nhìn xem tấm bia đá kia đi, trên đó chính là tất cả những thiên kiêu của tông môn thế hệ này, tương lai của bất cứ người nào đều sẽ có thành tựu oanh động giới tu chân. Người khác thì khỏi đề cập, ta chỉ giới thiệu cho ngươi một chút về cái tên ở vị trí thứ hai. Ngươi nhìn cái ấn ký bảo bình kia, đó chính là nữ nhân thiên kiêu của Hương Vân Sơn chúng ta, Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ, nguyên lai ấn ký bảo bình này đại diện cho vị đệ tử có thảo mộc linh mạch được trưởng tọa thu làm đệ tử, đã định trước trở thành đệ tử nội môn Chu sư tỷ. Hai mắt Hầu Tiểu Muội đột nhiên sáng ngời mà ngẩng đầu nhìn về ấn ký bảo bình trên bia đá đệ nhất thiên, ánh mắt đầy sùng bái. Nàng cũng đã được nghe Hầu Vân Phi nói về sự tích của Chu Tâm Kỳ nên vô cùng bội phục nàng ta lúc này nghe được bạch tiểu thuần giới thiệu thì càng thêm phấn chấn tâm thần bạch tiểu thuần vẫn cứ bày ra một bộ dáng vân đạm phong khinh nhưng chờ đợi cả nửa ngày trời vẫn thấy hầu tiểu mùi lúc này còn đang say sư nhìn ấn ký bảo bình mà không chút chú ý tới rùa đen đang đè ở phía trên trong lòng hắn đã ngứa ngáy khó chịu hắn giới thiệu dài dòng như vậy mục đích cũng chỉ dẫn dắt chủ đề nói qua sự tích của rùa đen kia mà thôi khục khục chu tâm kỳ này hoàn toàn chính xác phi phạm cho nên mới có thể bài danh đệ nhị trên bia đá thảo mộc đệ nhất thiên này ngay khi nhắc đến bốn chữ bài danh đệ nhị hắn cũng còn cố tình nhấn mạnh thêm nhằm lưu ý hầu tiểu mùi hầu tiểu mùi chợt sững người nhìn kỹ lại sau đó đôi mi thanh tú cũng chợt câu lại bài danh đệ nhị cái ấn ký rùa đen phía trên thứ tự xếp hạng của chu sư tỷ kia là ai a à, vẽ cũng thật khó coi bạch tiểu thuần nghe được câu này càng thêm mất hứng hắn cảm thấy mình cần thiết phải thực hiện một cuộc giáo dục đặc biệt đối với hầu tiểu mùi trước mặt vì vậy bèn bày ra một bộ dáng nghiêm túc lời nói ngưng trọng sâu xa vậy là ngươi sai rồi tiểu mùi ngươi nên biết cái ấn ký ô quy đẹp mắt này chính là đại biểu của một vị đệ tử thần bí nhất vĩ đại nhất siêu nhiên nhất trong tông môn ta bây giờ tin đồn về người này có rất nhiều mỗi lần hắn xuất hiện đều khiến cho tông môn phải xôn xao khiến cho ánh mắt của đám đệ tử đều muốn nổ tung để cho bao người phải chú ý, vô số người hâm mộ, lại khiến cho vô số người phải hoang hô. A. À, tính cách hầu tiểu muội vốn đơn thuần, lúc này nghe được một tràng dài từ bạch tiểu thuần, chợt sửng sốt rồi bán tính bàn nghi. Ngươi cũng nên biết, hai tháng trước, người này ngang trời xuất thế phá tan cả nguyện vọng đứng đầu cửu bia của Chu Tâm Kỳ. Ngươi nên biết, người này xuất hiện trong nháy mắt đã dễ dàng phất tay lấy đi danh hiệu đệ nhất bia đá thảo mộc đệ nhất thiên. Ngươi nên biết, sau khi chu tâm kỳ tận mắt nhìn thấy sự việc. Bèn liên tục không ngủ không nghỉ trong suốt 7 ngày liên tiếp, một lần, một lần, lại một lần nữa, rồi cuối cùng quyết định liều mạng tất cả mà khiêu chiến bài danh trên bia đá. Nhưng vẫn phải cam bái hạ phong mà chấp nhận yên vị tại vị trí thứ hai như cũ. Ngươi cũng nên biết, Bạch Tiểu Thuần ta, khục khục. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng hưng phấn. Sau cùng hắn suýt chút nữa buộc miệng nói ra việc mình chính là quy gia vĩ đại kia, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được lý tưởng của hắn là trước mặt tất cả mọi người nói ra thân phận của mình tuyệt không phải là hé lộ chuyện này trước mặt một tiểu nha đầu mà thôi như vậy thì quá lãng phí cảm xúc rồi là thật sao đôi mắt của hầu tiểu mùi lúc này sáng ngời hào quang như là ánh sao nhỏ trong đêm đen vậy đồng thời nhìn tiểu ô quy kia với đầy vẻ sùng bái trên mặt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng vì hưng phấn đương nhiên là thật sự trong lòng bạch tiểu thuần lúc này chợt cảm khái hắn cảm giác cuối cùng thì mình đã làm xong một loại chuyện tốt đã thành công dẫn dắt một hài tử lạc lối về với chính đạo hắn có một loại cảm giác rất thành tựu lúc này bèn hất tay áo nhỏ lên trên cũng không còn để ý tới hầu tiểu muội đang đắm chìm trong sùng bài mà bước về phía đệ nhị bia đá bạch tiểu thuần lách qua đám người chờ một hồi mới đợi đến lượt mình mà bước vào gian nhà gỗ hắn bèn sải bước chân tiến vào thân ảnh cũng khuất dạng vẫn là gian nhà gỗ như cũ, Bạch Tiểu Thuần ngồi trước bia đá, lại lần nữa vẽ xuống ấn ký ô quy. Rồi mắt hắn chợt hoa lên, bên tai ầm vang một tiếng sau đó xuất hiện tại không gian hư ảo quen thuộc. Lúc này không còn âm thanh lạnh như băng xuất hiện nữa mà là vô số tàn phiến thảo dược hiển lộ. Bạch Tiểu Thuần vốn đã giữ tính hết thảy trong lòng, nên lúc này hai mắt hắn sáng ngời, hai tay lướt nhanh, một cốc thảo mộc nguyên vẹn ngay lập tức xuất hiện. Thời gian trôi qua, khi một nén nhang kết thúc thì tàn phiến thảo mộc trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng còn không tới 5.000 mảnh. Thành tích này còn tốt hơn nhiều so với kết quả hắn đạt được tại bia đá thảo mộc đệ nhất thiên lần trước. Đáng tiếc là đã hết giờ, Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt, sau đó cả người hắn lại xuất hiện bên trong nhà gỗ một lần nữa. Dù vậy thì hắn vẫn có đủ 10 phần tin tưởng bản thân có thể lấy được phần thông tin thảo mộc đệ tam thiên. Mang theo nội tâm đầy mong chờ, hắn quay người đẩy đại môn của gian nhà gỗ bước ra ngoài nhìn vô số đệ tử ngoại môn đang đứng bên ngoài trong đó cũng không có bao nhiêu người để ý tới sự biến hóa của thứ tự bại danh trên bia đá trong lòng bạch tiểu thuần chợt dâng lên một niềm hào khí lúc này ta muốn toàn bộ tông môn phải rung động để cho tất cả mọi người đều biết bạch tiểu thuần ta chính là quy gia vĩ đại thậm chí trong đầu bạch tiểu thuần lúc này còn tưởng tượng ra cảnh bản thân được vạn người sùng bái, rồi còn có hình ảnh hầu tiểu muội giật mình các loại nữa. nghĩ đến đây, bạch tiểu thuần không nhìn được mà bật cười lên thành tiếng. vì vậy mà hắn ngạo nghễ đưa tay phải lên cao, đang muốn hét lớn lên chủ động thông báo cho mọi người biết mình chính là quy gia vĩ đại kia. nhưng vào lúc này, trong đám đệ tử ngoại môn đang xếp hàng thí luyện bên cạnh hắn chợt truyền ra một thanh âm các ngươi nói xem tên tiểu ô quy đã đoạt đi danh tiếng của chu sư tỷ còn dám xuất hiện không chắc là sẽ không đâu cái đám hâm mộ chu sư tỷ đều đang điên lên hết rồi nghe nói bọn chúng đang dốc toàn lực tìm kiếm cái con tiểu ô quy kia trên toàn bộ bờ nam này còn truyền lời rằng nếu để bọn chúng tìm ra được nhất định sẽ dày vào ngay lúc còn đang tươi sống a à. ta thậm chí còn nghe nói đám đệ tử nội môn cũng tham dự vào chuyện này tay phải của bạch tiểu thuần còn đang giơ lên vừa nghe thấy mấy lời nghị luận này thì chợt hải hùng khiếp vía đến khi nghe được việc đến cả đám đệ tử nội môn cũng tham gia tìm kiếm mình thì trên trán cũng toát ra từng trận mồ hôi lạnh hắn nhanh chóng chuyển tay phải sang gãi gãi đầu rồi giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra sau đó nhanh chóng đặt tay xuống lại trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi tức giận lộ ra một bộ dáng mặt ủ mày châu thần thái đầy đau thương mà thở dài rồi nhanh chóng lẫn vào trong đám người hơi quá đáng rồi quá khi dễ người rồi, không phải ta đã đoạt được bài danh đệ nhất hay sao, vậy mà đệ tử nội môn đều xuất động. Đến mức đó sao? Lúc này, thật sự ánh mắt của hắn cũng không có nửa điểm giả bộ nữa. Hắn vừa mới khuất trong đám người, thì có người chợt phát hiện ra thứ tự bài danh trên bia đá vậy mà có biến hóa. Rất nhanh sau đó, từng đợt âm thanh xôn xao, rồi dần ồn ào nổi lên. Chương 22 Các ngươi xem bia đá thứ hai, tiểu ô quy rùa đen lại hiện ra kìa lại xếp thứ nhất rồi tên tiểu ô quy này là ai hắn đã đứng nhất trên hai bia rồi đấy chu sư tỉnh còn đứng thứ nhất trên tám bia nữa giờ chỉ còn bảy bia đá thôi đám đệ tử ngoại môn xôn xao bàn luận tiếng kinh hỷ vang lên không ngớt trong số ấy có một thiếu nữ đang nhiệt tình hoan hô tiểu ô quy cố gắng lên thiếu nữ này chính là hầu tiểu muội lúc trước nàng bị bạch tiểu thuần dụ dỗ cuối cùng đã chuyển sang sùng bái nhân vật bí ẩn này hiện giờ thấy biểu tượng ô quy lại hiện lên trên cột đá thứ hai nàng càng sùng bái nhân vật này hơn trong lòng nàng vị trí của người này đã vượt qua cả sư tỷ chu tâm kỳ tiếng bàn luận vang lên người nọ nối người kia như những con sóng chẳng mấy chốc tất cả mọi người có mặt đều biết sự việc danh tiếng của nhân vật bí ẩn được nâng cao mọi người đều cho rằng người này có đủ tư cách khiêu chiến Chu Tâm Kỳ. Có nhiều người còn mong chờ, một thời điểm không xa tên tiểu ô quy kia sẽ đứng đầu cả 10 bia đá, vượt qua thành tích của Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần đứng lẫn trong đám người, cảm giác phiền muộn chưa hết nhưng vẫn thấy ít nhiều đắc ý, hắn chỉ tiếc không thể cho người khác biết thân phận thực của mình. Hư! Một ngày nào đó, tại một nơi có cả vạn người chiêm ngưỡng, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ta chính là quy gia kia hắn thầm nhủ trong lòng như thế sau đó dường như còn chưa đủ vừa lòng hắn hồ theo mọi người âm thanh vang lên lanh lảnh trời ạ à, ta bắt đầu sùng bái hắn rồi thần tượng của ta quy gia vô địch giọng hắn vang lên khiến đám đệ tử đứng quanh càng trở nên náo nhiệt bỗng vang lên một tiếng hư lạnh một bóng người nhảy ra đứng trên một căn nhà gỗ tên tiểu ô quy chết tiệt ta mà biết người là ai thì nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã cướp đoạt danh tiếng của chu sư muội người cất tiếng là một thanh niên vẻ mặt âm lãnh giọng nói lạnh lùng vang xa đúng vậy tên tiểu ô quy chắc đang lẫn trốn trong đám người ta nhất định sẽ tìm ra ngươi một âm thanh khác vang lên sau đó xuất hiện thêm một thanh niên bay lên trên căn nhà gỗ ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh người này đưa mắt nhìn mọi người trong đó có cả bạch tiểu thuần Tuy không biết chính xác Bạch Tiểu Thuần là tên ô quy kia nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được tia nhìn bất thiện từ mắt đối phương. Ngay sau đó, có nhiều thân ánh như vậy không ngừng xuất hiện. Người nào cũng tản mát tu vi cường hãn. Người mạnh nhất có tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ bảy. Những người này đều hâm mộ Chu Tâm Kỳ. Bọn họ xuất hiện khiến những tiếng nghị luận từ từ lắng dịu. Chỉ là trong lòng mọi người có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn mấy người này với vẻ chán ghét. Dù mọi người cũng ủng hộ Chu Tâm Kỳ, nhưng dù sao Chu Tâm Kỳ cũng chỉ là một người mà thôi. Huống hồ mọi người đều rõ, tiểu ô quy này dựa vào thực lực và bản lãnh để vượt qua Chu Tâm Kỳ nên đa phần đều rất bội phục hắn. Bạch Tiểu Thuần thấy bọn họ lường nguyết, giọng điều dữ dằn thì chột dạ. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn dám cá đối phương không dám đắc tội cùng lúc với nhiều người, vì thế liền ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại, bộ dạng như muốn liều mạng bầu không khí dặn cô kéo dài một lúc chợt có một đạo hào quang màu hồng từ xa bay tới trong màn sáng ấy chính là thân hình mềm mại tuyệt diễm của chu tâm kỳ là chu sư tỷ chu sư tỷ đến rồi không khí căng thẳng tan biến những đệ tử ngoại môn kia chuyển sang nhìn thiếu nữ mới tới nét mặt tươi cười bảy tám người hâm mộ vừa đứng ra cũng thu liễm tu vi thay bằng vẻ tiêu sái phong lưu hướng về chu tâm kỳ mà ông quyền lần này nàng tới đây phần vì nghe nói tòa bia đá thứ hai có sự thay đổi ngoài ra còn có chuyện khác nữa nàng liếc mắt thấy nguyên nhân sự việc mọi người đang giằng co lại nhìn về đám người vừa mới hâm mộ mình ánh mắt không hài lòng việc của chu tâm kỳ ta còn chưa tới phiên mọi người quản hộ hơn nữa hương vân sơn ta có thể xuất hiện một đệ tử ưu tú là một chuyện tốt là điều may mắn cho tông môn ta các ngươi còn biểu hiện như thế nữa thì đừng có trách ta. Chu Tâm Kỳ cất giọng lạnh lẽo, âm thanh như kiếm sắc vang lên khiến mấy người hâm mộ nàng biến sắc, trong lòng hậm hực mà không dám mở lời. Vị sư đệ vượt qua ta trên hai tấm bia đá chắc cũng có mặt ở đây, nhưng người đã không muốn xuất hiện thì tùy ngươi thôi. Chu Tâm Kỳ ngẩn nhìn tấm bia đá thứ hai, trên đó có ấn ký tiểu ô quy xếp trên tên mình, trong lòng hơi không cam chịu nhưng vẫn giữ được sự ngạo nghễ, nhàn nhạt lên tiếng đám đệ tử ngoại môn nghe nàng nói vậy thì lại hoang hô trầm rộ. Mọi người đều cảm thấy đây mới chính là chu tâm kỳ mà họ vẫn hằng hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, thầm nghĩ đối phương quả không hổ danh là đệ tử thiên tài. Lời nói ra quả nhiên khác người. Hắn chăm chú nhìn, thấy đối phương không đánh mất ngạo khí thì cảm khái, nhưng điều khiến hắn bận tâm không phải chuyện đó, mà chính là ánh mắt mang theo sát khí của đám người hâm mộ chu tâm kỳ kia hôm nay ta tới đây còn có một chuyện, hy vọng chư vị đồng môn có thể tương trợ. Chu Tâm Kỳ bình tĩnh nhìn mọi người, rồi lên tiếng. Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều hào hứng, cả đám đều yên lặng lắng nghe. Mấy ngày nay trên hương Vân Sơn không được an tĩnh. Gia sư Lý Thanh Hậu ra ngoài chưa về, còn Linh Vĩ Kê lại bị mất đi một lượng lớn. Có lẽ người không quan tâm tới chuyện này, nhưng ta là đệ tử của ngươi, nhất định phải lưu tâm. Hy vọng các vị đồng môn cùng cố gắng, giúp ta bắt được tên đạo tặc trộm gà này. Người nào bắt được, ta nguyện tặng lại một miếng bảo khí ngọc bội. Chu Tâm Kỳ nói xong, rút từ trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh. Miếng ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn rất không tầm thường. Vật này còn đủ lực phòng hộ, là ta tình cờ mà có được lúc trước. Đám đệ tử ngoại môn nghe xong thì đều nhìn về miếng ngọc, vẻ mặt hứng thú, nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Chu sư tỷ yên tâm, ta sẽ khiến tên đạo tặc không có chỗ mà ẩn nấp. Gà của trưởng tòa mà cũng dám ăn trộm sao? Tên này thật to gan lớn mật. Việc này chúng ta nhất định sẽ lưu ý. Tiếng hô đảm bảo vang lên không ngớt. Ánh mắt mọi người như có lửa, giọng nói sôi sục nhiệt huyết. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người không khỏi tròn mắt. Vẻ mặt mọi người xung quanh khiến hắn lạnh cả sống lưng. Hắn thực sự không cam lòng tu luyện bất tử trường sinh công khiến hắn luôn cảm thấy đói khát. Chỉ nghĩ tới hắn đã thấy khó chịu, mồ hôi tráng lắm tắm. Hắn suy nghĩ một hồi, chợt hai mắt sáng ngời, vỗ ngực đánh bọc một cái, sau đó cất giọng oan oan. Chu sư tỷ, Bạch tiểu thuần ta dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành việc sư tỷ giao phó, bắt lấy kẻ trộm gà kia. Nói xong, hắn chạy vội lên đứng đầu hàng người. Ngay lập tức, hành động của hắn thu hút ánh mắt của mọi người. Chu Tâm Kỳ cũng quay ra nhìn hắn. Thấy đồng môn ủng hộ mình như vậy, nàng không khỏi mỉm cười, khẽ gật đầu. Đang định rời đi thì âm thanh lúc trước lại vang lên. Chu Sư tỷ, ta có một đề nghị. Sao chúng ta không lập nên một tiểu đội bắt trộm, đồng tâm hiệp lực nhất định có thể bắt được tên đạo tặc kia, giữ gìn linh vĩ kê cho trưởng tòa. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, ra bộ vì nhiệm vụ này mà hắn không tiếc trả giá lớn. Chu Tâm Kỳ khẽ giật mình. Mọi người nghe xong cũng gật gù, cho rằng ý tưởng này không tệ. Cũng tốt, nhưng việc quan trọng nhất đối với chúng ta vẫn là tu hành. Việc này nên để mọi người tự nguyện thì hơn. Chu Tâm Kỳ gật đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng cảm thấy vị sư đệ này tuy không quen mắt nhưng bộ dáng nhu thuận, lại có vẻ thành kính với mình làm nàng có ấn tượng rất tốt nàng nhìn hắn mỉm cười, vì sư đệ này đã nhiệt tình như vậy, hay là ngươi làm đội trưởng của tiểu đội này đi. Ta có mười giải lụa ở đây, ta sẽ đưa cho các ngươi làm dấu hiệu. Nói xong, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra mười giải lụa màu xanh da trời, nhẹ vung tay, mười giải lụa này bay về phía bạch tiểu thuần, rơi vào trong tay hắn. sư tỷ yên tâm, mọi chuyện đã có ta lo liệu. cầm mấy giải lụa trong tay, bạch tiểu thuần ưỡn ngực làm bộ như mình có thể vì trưởng tòa mà không tiếc đầu rơi máu chảy. Chu Tâm Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ tông môn có một vị sư đệ tận trách như thế thật là đáng quý. Sau đó nàng mới yên tâm rời đi. Thấy Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần như vậy, đám người hâm mộ nàng không cam lòng, ân hận vì sao chính mình lại không nịnh nọt, lấy lòng nàng như thế. Chu Tâm Kỳ rời đi rồi, những đệ tử làm công việc chăn nuôi linh vĩ kê đứng ra cảm tạ mọi người, nhất là với Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, lên án mạnh mẽ tên ác tặc khiến đám đệ tử không khỏi cảm động. Cuối cùng, hắn chỉ ra mấy cái, lựa chọn mấy đệ tử có tu vi không cao cùng hắn hợp thành tiểu đội bắt trộm. Một lát sau, trên đường trở về, Bạch Tiểu Thuần vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Thời dài một hơi. Tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là ta mất nguồn thức ăn rồi. Cũng may là Bạch Tiểu Thuần ta thông minh, lanh lợi hư hư nghĩ tới đó hắn lại đắc ý vừa đi vừa lẩm nhẩm hát về tới sân nhỏ hắn thấy những cây linh đông trúc đã cao hơn nhiều ngọn cây cao tới gần một trượng thân cây to cỡ bắp chân khiến hắn kinh ngạc đêm hôm ấy mây đen giăng kín bạch tiểu thuần đang ngồi chợt mở mắt liếm liếm bờ môi bầu trời âm u thật ta lại thấy đói bụng rồi chương hai mươi ba trời khuya, Hương Vân Sơn bị bao phủ ở trong màn đêm đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió núi nức nở thổi qua. Dường như ngay cả chim thú cũng không phát ra tiếng động. Ở trong đêm đen, Bạch Tiểu Thuần lấy ra giải lụa mà Chu Tâm Kỳ đưa cho buộc vào cánh tay, nhanh chóng đi về phía trước, theo con đường nhỏ đi thẳng tới khu chăn nuôi linh vĩ kê. Bóng dáng ấy lướt đi cực nhanh, không bao lâu đã xuyên qua bụi cỏ, đi tới gần kề. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy những linh vĩ kê kia ở trong sân, đại bộ phận đang nghỉ ngơi, chỉ lát đác vài con là đang đi lại, nhất là có một con linh vĩ kê lại đang đi thẳng tới chỗ này. Bạch Tiểu Thuần ngồi sổng ở trong bụi cỏ. Liếm môi chờ đợi. Lúc con linh vĩ kê kia tới gần hàng rào, hắn đang định lấy ra trúc ve sầu thì đột nhiên tâm thần khẽ động, trong mắt lộ ra cảnh giác. Cùng lúc đó, cách đó không xa phía sau hắn bỗng nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền đến từng đạo thân ảnh nháy mắt xông ra, còn có cả mấy quả cầu lửa chói mắt được người thi triển ra, chiếu rọi tứ phương. Tên trộm gà chết tiệt, người rốt cục đã xuất hiện rồi. Ta đã chờ ở chỗ này nhiều ngày, bố trí xuống thiên la địa võng. Xem ngươi trốn như thế nào. Tiếng hô vang lên quanh quẩn, bảy tám đạo thân ảnh trong chốc lát đã lao tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bao vây hắn lại. Bảy tám người này chính là những đệ tử chăn nuôi gà bọn hắn đã khổ công chờ đợi mấy ngày không nghĩ rằng hôm nay lại có được thu hoạch như thế cả đám đều rất hăng hái rất muốn đem tên tên trọng gà này hành quyết ngay tại chỗ nhưng khi lời của bọn hắn truyền ra thân ảnh cũng đã tới gần bạch tiểu thuần vốn cả kinh rồi sau đó đảo tròng mắt đột nhiên hừ lạnh một tiếng câm miệng các ngươi nói nhỏ lại một chút hắn không chút khách khí ngôn từ chính nghĩa mở miệng không có bất cứ né tránh nào mà nghênh ngang đứng lên, cố ý làm lộ ra giải lụa ở trên cánh tay. Một màn bất thình lình này làm cho bảy tám người vọt tới đều hoàn toàn sững sờ. Các ngươi nhìn cho rõ, ta là tiểu đội trưởng đội bắt trộm. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn bảy tám người ở trước mặt, lộ ra vẻ mặt không vừa lòng. Bảy tám người đệ tử này ban ngày đã gặp Bạch Tiểu Thuần, lúc này hơi cẩn thận đánh giá, lập tức do dự. Là Bạch Sư Đệ. Đã muộn như vậy rồi, ngươi còn tới nơi này làm gì? Trong bảy tám người này, có một người đệ tử lộ ra hoài nghi, nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần. Gã hỏi như vậy khiến mấy người khác cũng đều đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu sư tỷ đã để cho ta làm tiểu đội trưởng đội bắt trộm, thì Bạch Mổ nhất định đem hết toàn lực tới bắt tên tên trộm gà này. Cho nên đêm khuy bỏ dở tu hành đi tới nơi này thủ hộ. Nhưng bị các ngươi trống lên như vậy, đoán chừng tên trộm gà thực sự cũng bị dọa chạy rồi bạch tiểu thuần nhíu mày một bộ vị bắt trộm mà cúc cung tận tụy tay áo nhỏ hất lên không vui nói những đệ tử nuôi gà này hai mắt nhìn nhau không ít người còn lộ ra vẻ xấu hổ mà vị dt hoài nghi bạch tiểu thuần sớm nhất kia thì vẻ nghi ngờ trong mắt cũng đã ít đi hơn phân nữa nhưng dường như vẫn còn bán tính bán nghi thấy đối phương còn chưa có triệt để cởi bỏ nghi hoặc bạch tiểu thuần hừ lạnh một tiếng không chờ đối phương hỏi tiếp, hắn đã lớn tiếng dọa người, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Khó trách Linh Vĩ kê mất nhiều như vậy. Các ngươi quá sơ suất rồi. Các ngươi xem chỗ này, chỗ này đã bị đập hỏng cả rồi. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào hàng rào ở sau lưng. Chỗ đó hoàn toàn chính xác là có bị tổn hại một ít, nhưng không quá rõ ràng. Đó là do lần đầu tiên hắn trọng gà, bị con linh vĩ kê kia dãy dụ làm hỏng đám đệ tử chăn nuôi gà rối rít nhìn lại chỗ bạch tiểu thuần vừa chỉ nhìn kỹ đều thấy được hàng rào bị tổn hại cả đám đều lắp bắp kinh hãi những điểm nhỏ nhặt này lúc trước quả thật là bọn hắn không quá lưu ý tới còn có con linh vĩ kê kia nữa cũng đã chạy tới rồi các ngươi thủ hộ như thế nào vậy bạch tiểu thuần càng thêm không vừa lòng âm thanh lại lớn hơn một chút làm cho cả đám đệ tử chăn nuôi gà kia nghe mà xấu hổ dựa theo quan sát của ta khu vực này là chỗ hẻo lánh nhất phải chú trọng thủ hộ nhưng ta ở đây đã nửa ngày thì các ngươi mới xuất hiện bạch tiểu thuần càng nói càng tức giận cuối cùng thở dài một tiếng các ngươi như vậy thì làm sao mà bắt trộm được theo kinh nghiệm bắt trộm của ta nếu ta đoán không nhầm thì chỗ này là chỗ mất gà nhiều nhất câu nói này của hắn vừa ra khỏi miệng đám đệ tử chăn nuôi gà đều chấn động tâm thần bọn hắn nhìn nhau một cái đều thấy được vẻ giật mình trong mắt đối phương bởi vì căn cứ theo bọn hắn được biết thì đích thực nơi này là chỗ mất gà nhiều nhất cho nên bọn hắn mới thủ hộ ở chỗ này thế mà lại bị bạch tiểu thuần một câu nói toạc ra khiến cho bọn hắn khi nhìn về phía bạch tiểu thuần thì trong mắt đều chậm rãi lộ ra kính nể dù vị đệ tử lúc trước đã hoài nghi kia lúc này cũng cảm thấy đuối lý gã thấy bạch tiểu thuần đã vì bọn hắn mà không tiếc thời gian tu hành tới đây bắt trộm lại nghĩ tới nhiệt tâm nghĩa bất dung từ của Bạch Tiểu Thuần lúc ban ngày, vội vàng thở sâu, ông quyền cúi đầu. Lúc trước đã đắc tội, Bạch sư đệ đừng để ở trong lòng. Đa tạ nghĩa cử của Bạch sư đệ. Chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng sửa chữa nơi này, ngày sau sẽ chú trọng canh gác nơi đây. Những người khác cũng đều rối rít ông quyền, đáy lòng đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này có nhiệt tâm rất đáng quý, là thật lòng muốn đi trợ giúp bọn hắn cả đám lại càng xin lỗi về sự lỗ mãn lúc trước bạch tiểu thuần than nhẹ một tiếng sau đó rất là nghiêm túc cẩn thận chỉ điểm vài câu lúc này mới cất bước rời đi phía sau hắn bảy tám tên đệ tử kia lại cúi đầu một lần nữa khi nhìn về phía bạch tiểu thuần thì đều đã bị lòng nhiệt tình của hắn làm cho cảm động bạch sư đệ là người tốt a à? bạch tiểu thuần mới vừa đi ra khỏi mảnh khu vực này bị gió thổi qua phát hiện ra lưng áo của mình đã ướt mồ hôi lạnh trong lòng thầm hô thật nguy hiểm. Chỉ là bụng rất đói, vì vậy sau khi nghỉ ngợi, vẫn quyết định đi tới hai chỗ khác xem có cơ hội ra tay được không. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ở trên đường nhỏ trong núi vừa nhìn xung quanh. vẻ mặt rất nghiêm túc, trong lòng thì đang cân nhắc xem đi tới chỗ nuôi gà kế tiếp thì làm thế nào để trộm. Gió thổi qua, giải lụa trên tay hắn bay bay, dần đi xa. Cùng lúc đó, ở giữa không trung đen kịt, có một thân ảnh của một cô gái mà không ai phát hiện ra nàng đang đứng ở trên một lẳng hoa màu xanh quan sát toàn bộ hương vân sơn bỗng nhiên nàng giật mình chú ý tới bạch tiểu thuần đang nhìn ngó xung quanh thời gian dần trôi qua vẻ tán thưởng trong mắt cô gái này càng nhiều thêm một ít vị tiểu sư đệ này chính xác là người nhiệt tình có trách nhiệm cô gái này dĩ nhiên chính là chu tâm kỳ nàng đã đi kiểm tra tất cả các khu vực rồi ban đầu còn có người tuần tra nhưng khi đêm xuống thì đại bộ phận đều lo tu hành chỉ có bạch tiểu thuần này là thực sự ra ngoài chân thành đi bắt trộm có hắn ở đây chắc chắn là tên trộm gà kia sẽ phải thu liễm rất nhiều chu tâm kỳ thu hồi ánh mắt yên tâm bay trở về động phủ một lúc lâu sau bạch tiểu thuần đã đi được một vòng lớn lúc trở về sân nhỏ của mình hắn vỗ túi trữ vật hai con linh vĩ kê hiện ra hắn hạt hạt cười nhổ lông rồi ném vào trong nồi rất nhanh đã có mùi thơm bay ra bạch tiểu thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt bất chấp cả nóng ăn như hổ đói gặm lấy gặm để cuối cùng hắn ở lên một cái vỗ bụng nằm xuống trên mặt lộ ra vẻ say mê rất nhanh đã qua một tháng một tháng này bạch tiểu thuần có chút nghiêm túc thường xuyên nhìn thấy bóng dáng nghiêm nghị của hắn ở trong đêm qua lại từng chỗ chăn nuôi gà nhưng mặc dù thế gà vẫn thường xuyên bị mất dường như đối phương đến vô ảnh đi vô tung thần bí khó lường những đệ tử chăn nuôi gà kia càng cảm thấy mất mặt phát động tinh thần nhiều lần thề nhất định phải bắt được tên trọng gà lại nhìn bạch tiểu thuần dường như còn tận chức tận trách hơn cả bọn hắn gắt gao thủ hộ tại một chỗ giống như là không bắt được tên trọng gà thì thề không bỏ qua thậm chí có một lần hắn còn canh giữ tại một chỗ nuôi gà bốn ngày bốn đêm liên tiếp cái loại chấp nhất này dường như đã tạo thành một sự uy hiếp mãnh liệt khiến cho sự tình ăn trộm gà đã ít đi một tí nhưng vẫn không triệt để biến mất linh vĩ kê của hương vân sơn đã ít đi hơn phân nửa còn lại không nhiều lắm phần lớn là gà con chưa trưởng thành đến cuối cùng ngay cả đệ tử chăn nuôi gà cũng cảm thấy không bằng thường cảm khái rằng nếu tất cả đệ tử của tiểu đội bắt trộm mà đều giống như bạch sư đệ vậy thì nhất định là đã có thể bớt được tên trộm gà rồi Chu Tâm Kỳ cũng đã sốt ruột. Vào một ngày, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân ở một chỗ nuôi gà, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, thì có một lẳng hoa màu xanh tiến đến, Chu Tâm Kỳ xuất hiện. Chu Sư tỷ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì lập tức đứng dậy nhu thuận bắt chuyện. Bạch Sư đệ khổ cực rồi. Chương 24 Tại tiểu viện trên Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngọc bội trong tay, linh khí trong cơ thể vừa khẽ động thì ngọc bội chợt tỏa ra thanh quan dịu nhẹ bao phủ toàn thân tay trái hắn bèn bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ một kiếm bay ra sau khi vần quanh một vòng thì lao thẳng về phía bạch tiểu thuần nhưng khi một kiếm đụng vào thanh quan thì tựa như chìm vào trong màn nước tốc độ trở nên chậm chạp hẳn bảo bối tốt bạch tiểu thuần thu một kiếm lại nhìn ngọc bội bỗng dưng hắn có chút ngại ngùng thì thào nói nhỏ không việc gì không việc gì lý thanh hậu là sư phó của chu tâm kỳ cũng là người dẫn đạo của ta tính ra ta còn phải gọi ông ấy một tiếng thúc thúc so ra thì ta mới là người một nhà à còn chu tâm kỳ mới chỉ tính là nửa người một nhà mà thôi bạch tiểu thuần vội ho lên một tiếng sau đó hắn cất kỹ ngọc bội đi rồi chợt duỗi người một cái sau khi ăn hết phân nửa linh vĩ kê của lý thanh hậu thì bất tử trường sinh công của hắn cũng nhanh chóng tiến triển lúc này coi như đã hoàn thành được bảy phần. Dù sao thì linh vĩ kê là tẩm bổ nguyên khí bản thân, không phải tẩm bổ linh khí, cho nên tu vi của hắn vẫn là ngừng khí tầng bốn như trước, dẫu vậy tu vi hắn như được áp súc lại một lần nên cũng tinh tiến không ít. Còn đám xương gà thì được hắn chôn trong linh thổ. Nhờ vậy mà mảnh linh thổ hiện giờ có linh khí vô cùng đậm đặc. Đám linh đông trúc được gieo trồng bên trong giờ đã cao hơn hai trượng, toàn thân không còn là màu xanh biếc nữa mà đã trở thành màu đen. Quan trọng nhất là đám linh vĩ tam sắc hỏa, bởi vì Bạch Tiểu Thuần dồn tâm thu thập mà đã đạt được mấy trăm cái. Nghĩ đến đám linh vĩ này sau khi thiêu đốt có thể phóng xuất ra ngọn lửa ba màu, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy chờ mong. Tu Vi cũng không cần phải lo lắng nhiều. Chỉ cần có đủ đan dược, sau khi dùng tam sắc hỏa trải qua ba lần luyện linh thì sẽ nhanh chóng tăng lên thôi trước tiên cần phải đạt được thành tựu bị tiểu thành mới ổn thỏa được bạch tiểu thuần nghĩ ngợi bỗng nhiên hắn thấy đói bụng bèn nhìn về khu chăn nuôi linh vĩ kê của hương vân sơn nhưng đành nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại rồi nhìn về phía tử đỉnh sơn xa xa không biết đại sư huynh tại tử đỉnh sơn sống như thế nào đây bạch tiểu thuần chợt nhớ tới một số chuyện tại hỏa táo phòng càng nghĩ lại thì càng cảm thấy tưởng niệm bèn đứng dậy ngán cái hắn đã đi ra khỏi tiểu viện rồi xuống núi thẳng một đường tới tử đỉnh Sơn. Trong ba ngọn phong bên bờ nam của Linh Khê Tông, thì Thanh Phong Sơn dùng ngự kiếm làm chủ, Hương Vân Sơn am hiểu Linh Dược còn tử đỉnh Sơn thì lấy thuật pháp và luyện Linh xưng danh. Hơn nữa cột trụ công pháp của bờ nam này, tử khí ngự đỉnh công cũng là bắt nguồn từ tử đỉnh Sơn. Bạch Tiểu Thuần men theo con đường mòn trên tông môn mà đi. Lúc hoàng hôn xuống thì hắn cũng đã tới được dưới chân tử đỉnh Sơn. Ngẩng đầu nhìn mây mù lượn lờ, nhìn xem mấy thân ảnh phía xa như những chấm đen nhỏ hóa thành cầu vòng lui tới trên không trung trong lòng hắn cũng đầy cảm khái không biết lúc nào thì ta mới có thể ngự vật phi hành được làm được như vậy mới có thể nhìn thấy được trời đất mênh mông mới được tính là chân chính bước vào con đường trường sinh a ánh mắt bạch tiểu thuần nhìn lên đỉnh tử đỉnh sơn cũng lộ ra đầy vẻ mong chờ mặc dù hắn không phải là đệ tử tử đỉnh sơn nhưng đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông vừa hay lại có tư cách đến bất kỳ ngọn phong nào. Một đường đi lên đỉnh núi, hắn cũng rất tùy ý hỏi thăm vài người gặp trên đường về nơi ở của Trương Đại Hải. Với bộ dạng nhu thuận dễ lấy hảo cảm của đối phương, không lâu sau thì hắn đã hỏi được chỗ ở của Trương Đại Hải, còn có thể từ chỉ dẫn của đối phương mà nhanh chóng đi tới nơi. Nơi này khác xa so với chỗ ở của hắn tại Hương Vân Sơn, ốc xá của Trương Đại Bàn quay mặt hướng về phía một ngọn núi, linh khí vô cùng nồng đậm. Phòng ốc ở nơi này cũng phân bố không nhiều lắm, hơn nửa lầu các còn được điểm xuyến bằng những ngôi sao, nhìn qua như ẩn chứa một quy luật nào đó. Đi trong ánh hoàng hôn, bầu trời cũng đã chợt mờ ảo nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy mây mù mỏng manh lượng lờ bốn phía, còn thấy được linh thực dày đặc tự như chốn thần tiên vậy. Đại sư Huynh vậy mà rất có lai lịch a, à, có thể được bố trí ở chỗ này, tốt hơn rất nhiều so với ta ở bên kia a. À bạch tiểu thuần hít một ngụm linh khí vào người có chút hâm mộ sau một hồi hắn cũng tìm đến được ốc xá của trương đại bàng nhìn qua mảnh sân sau đầy cỏ dại như đã rất lâu rồi chưa được cắt xén bạch tiểu thuần chợt cảm thấy có chút chột dạ bèn gõ cửa nhưng cả nửa ngày trời cũng không có chút phản ứng gì có khi nào tìm nhầm trong lúc bạch tiểu thuần đang còn kinh ngạc thì đại môn của ốc xá mở ra một tiếng kèn kẹt một thân ảnh gầy còm đang cầm kiếm trong tay tay trái vẫn còn ánh sáng màu bạc đang dần ảm đạm xuống, sắc mặt đầy mỏi mệt bước ra ngoài, đồng thời truyền ra một âm thanh lười nhát. Ai vậy? Đang nói, thì cả thân thể gầy còng kia bất chợt chấn động khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên khoảnh sân nhỏ. Gương mặt thân ảnh này cũng đầy kinh hỉ như vừa gặp được người thân mà nhanh chóng lao tới, vừa kéo mở hết cửa đại môn vừa cười ha hả nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cửu sư đệ, ngươi là ai? bạch tiểu thuần trợn to mắt mà lùi lại phía sau vài bước nhìn da hỏa trước mắt này khá lạ lẫm nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác quen thuộc tướng mạo người trước mặt vô cùng bình thường thân thể gầy còm tuy không đến mức da bọc xương nhưng cũng không khác biệt cho lắm mặc dù ánh mắt của người này tràn đầy thần thái nhưng hốc mắt cũng đã lõm sâu vào bên trong trên người tràn ra chấn động tu vi đã đến ngưng khí ký tầng bốn đại viên mãn cửu bàn ta là đại bàn a nhìn thấy điệu bộ của Bạch Tiểu Thuần, thanh niên gầy còm kia gần như khóc không ra nước mắt. Tranh thủ giải thích. Trên mặt hắn cũng đầy vẻ bi phẫn dữ dội. Cửu bàn, ngươi không biết trong một năm này ta ăn bao nhiêu khổ sở, còn sư phụ đối với ta hà khắc cỡ nào đâu. Lúc vừa lên núi, bà ấy đã nói là không thích bàn tử, cứng trắng bỏ đói ta đến nửa năm trời. Nửa năm A cửu bàn, ngươi không biết trong nửa năm đó bộ dạng ta đã thành như thế nào đâu bộ dạng ngươi nhìn thấy lúc này là ta phải bồi bổ lại rất lâu mới được đấy thanh niên gầy ống này chính trương đại bạn nói tới đây gã cũng đã rơi nước mắt xuống bạch tiểu thuần lại cẩn thận nhìn nó vài lần khi nghe đúng giọng nói của đối phương rồi mới dám khẳng định người trước mặt là đại sư huynh của hắn bạch tiểu thuần bèn hít vào một hơi dài trận mắt khá hốc mồm nhìn người trước mặt với hình ảnh đã in đậm trong đầu mình như hai người hoàn toàn khác nhau huynh và sư phụ huynh có cựu oán với nhau sao bạch tiểu thuần đầy thông cảm nhìn trương đại bàng lão nương kia ta trương đại bàng nghiến răng nghiến lợi có điều mới nói được vài câu liền rùng mình run rẩy cũng không dám nói tiếp bèn lôi bạch tiểu thuần vào trong tiểu viện cửu sư đệ ta thật sự rất nhớ hỏa táo phòng a nơi này hoàn toàn không phải là nơi để ngay người sống được đâu từ khi ta tới đây cũng chưa từng được ăn no lấy một lần một chút chất béo cũng không có ta rất đói a trương đại bàng đầy bi phẫn kéo theo bạch tiểu thuần đồng thời một hơi tố khổ suốt quãng thời gian từ khi hắn lên núi đến nay bạch tiểu thuần nghe được khổ sở của đối phương chợt cảm giác được bản thân hắn quyết định ăn trộm gà quả thật là một hành động sáng suốt nhìn thấy trương đại bàng gầy còm thế này bạch tiểu thuần bèn thở dài một tiếng sau đó vỗ vỗ bả vai còn trơ xương của trương đại bàng mà nói sư huynh gặp nạn sư đệ tất nhiên sẽ hỗ trợ huynh ở đây đợi ta khoảng một nén nhang nói xong cũng không quan tâm tới trương đại bàng đang sững sờ bạch tiểu thuần quay người đi ra khỏi tiểu viện lúc nãy khi lên núi hắn cũng có chú ý tới mấy vị trí chăn nuôi linh kê vĩ tại tử đỉnh sơn thừa dịp bên ngoài đang là đêm tối cả người hắn nhanh chóng lẫn mất trương đại bàng không hiểu gì cũng không rõ bạch tiểu thuần định làm gì nên chỉ còn cách đứng chờ hắn tại cửa chưa tới một nén nhang thì bạch tiểu thuần đã lặng yên trở về hai tay còn xách theo hai con linh vĩ kê nhìn thấy linh vĩ kê hai mắt trương đại bàng trận to cũng không đợi gã nói gì bạch tiểu thuần đã nhanh chóng kéo gã vào trong tiểu viện rồi không để ý tới trương đại bàng nữa bạch tiểu thuần vô cùng thuần thục lấy nồi ra rồi đun nước làm lông rửa sạch sau đó ném vào trong nồi xong xuôi mới vỗ vỗ ống tay áo đồng thời hất cầm lên nhìn về phía trương đại bàng hơi thở của trương đại bàng đột nhiên trở nên dồn dập trận mắt khá mồm chỉ chỉ vào con gà trong nồi rồi lại chỉ chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt không cách nào tin được. Ngươi! Ngươi, ngươi hẳn là cùng ma trọng gà hương vân sơn. Bạch Tiểu Thuần chợt cười hì hì, sau đó lại đưa tay phải nhấn một cái vào bên trên cái nồi vô cùng thuần thục, linh khí chợt tràn ra khiến cho thịt gà cũng nhanh chóng chín mềm. Mùi thơm nước mũi nhanh chóng lan tỏa. Bạch Tiểu Thuần đưa tay xé một cái đùi gà đưa tới trước mặt Trương Đại Bàng. Ăn. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, lộ ra một bộ dáng giống hệt như năm xưa khi hắn vừa mới tới hỏa táo phòng, Trương Đại Bàng cũng đã đưa một khối linh chi cho hắn như vậy. Trương Đại Bàng nuốt nước miếng mấy lần, gắt gao nhìn chầm chầm vào cái đùi gà trước mặt, sau đó gã chụp lấy ăn như hổ đói. Rồi gã cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nói thêm cái gì nữa mà nhanh chóng lao vọt tới nồi gà, thiếu chút nữa cắm đầu vào trong nồi mà ăn. Trong nháy mắt, hai con gà đã bị gã một hơi đánh chén sạch sẽ thậm chí đến đám xương cũng không nỡ vứt đi mà rặt rặt cắn nát rồi nuốt xuống cuối cùng đến nước luộc gà gã cũng nhanh chóng hút cạn lúc này gã mới vỗ vỗ lấy bụng mà nằm một bên vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn qua bạch tiểu thuần huynh đệ hai người bèn nhìn nhau sau đó bật cười ha ha vẫn là cửu bàn ngươi lợi hại a à, lúc ở hỏa táo phòng mấy cái chủ ý của ngươi đều không tệ không nghĩ tới a à, cùng ma trọng gà tiếng tâm lừng lẫy hương vân sơn lại là huynh đệ của ta Trương Đại Bàng lộ ra một vẻ mặt đầy tự hào. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên. Một đời tu sĩ ta đều là muốn tranh phong cùng với trời xanh. Cùng người tranh đoạt là tự lực cánh sinh, chuyện tình linh vĩ kê nhỏ nhặt kia thì tính là cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cũng không che giấu vẻ mặt vui mừng đắc ý, dù gì thân phận này hắn giấu dếm đã lâu, bây giờ lại có người để chia sẻ, lại nhìn thấy vẻ mặt của Trương Đại Bàng lúc này, quả thật trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng sảng khoái. Chỉ đáng tiếc là linh vĩ kê trên hương vân sơn đều bị ta ăn sạch chỉ còn lại gà con, hương vị không ngon lành gì. Bằng không sư huynh đến chỗ ta, mỗi ngày ta bao huynh ăn no, nhất định khiến ngươi có thể mập mạp lại lần nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trương Đại Bàng nghe vậy hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng bò dậy. Tử đỉnh sơn có A, Tây đỉnh, Nam đỉnh, rồi cạnh Bắc cũng đều có, cũng có chia đệ tử coi sóc, mỗi ngày đi tuần tra hai lần, gồm có một đội bảy người. Trương Đại Bàng nhanh chóng nói, cực kỳ tỉ mỉ chi tiết. Nói xong mới nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang còn kinh ngạc nhìn mình bèn vội ho một tiếng. Sau khi nghe đồn về chuyện tình cuồng ma trộm gà, ta cũng có ý định học tập. Chỉ là đám gà kia quá tinh ranh đi, mới tới gần đã kêu ầm lên báo hại ta chẳng những không thành công mà còn suýt chút nữa thì bị bắt lại. Trương Đại Bàng có chút xấu hổ nói. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ, tới gần Trương Đại Bàng, hai người thấp giọng thì thầm. Thời gian dần qua, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy trúc ve sầu ra, hai mắt Trương Đại Bàng cũng chợt sáng lên, hơi thở dồn dập. Một lúc sau, mặt mày cả hai đều sáng rỡ, đồng thời nhìn nhau cười hắc hắc. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, tiếng cười của bọn họ vọng ra từ trong tiểu viện, nghe đặc biệt hải người. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Tiểu Thuần cũng dứt khoát ở lại nơi này cùng với Trương Đại Bàng. Thời gian trôi đi, Linh Vĩ Kê trên tử đỉnh Sơn cũng bắt đầu mất dần. Cứ mỗi đêm khuya, hai tên siêu trộm gà lại bắt đầu hoạt động, một tên trộm, còn một tên canh gác. Thời gian dần trôi qua, đám đệ tử tử đỉnh Sơn đều ồ lên, dồn dập bàn tán. Nghe thấy chưa, cùng ma trộm gà Hương Vân Sơn đã nhìn chầm chầm vào tử đỉnh Sơn chúng ta rồi. Chính mắt ta nhìn thấy, cùng ma trọng gà kia không phải chỉ một người, mà là hai người. Khi tin này lan truyền tới Hương Vân Sơn thì toàn bộ đám đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn đều thở vào một hơi, rồi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về hướng tử đỉnh Sơn. Tên cùng ma trọng gà này cuối cùng cũng đã học xong cái gọi là công bằng rồi à. Cuối cùng cũng không chỉ nhìn chầm chầm một mình Hương Vân Sơn chúng ta mà ăn trộm nữa. Chương 25 Một tháng sau, sự việc được lan truyền rộng rãi, Tới vị trưởng tòa của tử đỉnh Sơn là Hứa Mỹ Hương cũng nghe thấy thì Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bạn không thể tiếp tục tiến hành việc trộm gà ở đó nữa. Sau một hồi thảo luận, hai người quyết định đi gặp Hát Tam Nữ. Hai người đi thanh phong Sơn. Hát Tam Nữ đã gầy hơn trước, tuy không rõ ràng lắm nhưng thân thể cũng uyển chuyển hơn khiến hai người Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bạn không khỏi ngẩn người một lúc. Khuôn mặt từng đen nhẽm của nàng cũng thay đổi lộ ra đường nét xinh đẹp làm mê động lòng người. Có thể tin rằng, nếu cân nặng trở lại bình thường, nàng nhất định là một mỹ nữ. Sau khi nghe hai người kể chuyện Linh Vĩ Kê, hai mắt hát tam nữ rực sáng. Từ đó về sau, Linh Vĩ Kê trên ngọn thanh phong sơn bắt đầu mất đi. Tới thời điểm này, danh tiếng cuồng ma trộm gà đã chấn động bốn phương, đệ tử ngoại môn không có người nào không biết, đám đệ tử tạp dịch cũng không ai là không hay. Cũng vừa hay, việc này không duy trì quá lâu. lúc các trưởng lão bắt đầu chú ý thì tân cuồng ma trọng gà này bỗng nhiên mất tích. chỉ là ba người hắc tam nữ, trương đại bàng và bạch tiểu thuần người nào trong cũng mập mạp hơn. tuy chưa thể quay trở lại uy vũ như xưa nhưng đều thay đổi nhiều so với trước đó. hiện giờ cuối cùng thì bạch tiểu thuần cũng hoàn thành 9981 vòng tuần hoàn, cảm giác đói khát không còn mãnh liệt như trước. 81 lần tuần hoàn bất tử trường sinh công này không được diễn ra liên tục nhưng hiệu quả đạt được không khác nhau lắm. Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đứng trong sân nhỏ, khuôn mặt nghiêm trọng. Toàn thân hắn phát ra thiết sắc kèm theo hắc mang, ánh sáng màu đen, lóng lánh. Khí tức cường hãn theo da dẻ hắn truyền ra. 81 ngày đau nhất, từng ấy thời gian chịu cảnh đói khác đã hợp lại một chỗ trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, giờ bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi lần bộc phát đều ẩn chứa vô số nguyên khí dung nhập trên làn da hắn, khiến cho thiết sắc càng đậm, hắc mang hiện lên chói mắt. Độ cứng của làn da cũng tăng lên gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ hắn là một người sắc chứ không phải một người bình thường cấu thành từ da thịt huyết nhục nữa. Trong đầu hắn có tiếng nổ vang liên tục. Lực lượng bộc phát xuất hiện trong cơ thể hắn đã gần 20 lần nhưng còn chưa có dấu hiệu dừng lại tốc độ trùng kích còn diễn ra nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng như ngừng lại. Quan sát kỹ có thể thấy lông tóc hắn cũng đang rung động như hít thở, lực lượng trời đất đang ngưng tụ lại quanh đó. Sau 81 lần bộc phát ta sẽ đạt tới bất tử bị tiểu thành, chính thức tiến vào cảnh giới mình đồng gia sắc. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên khẩu quyết của bất tử trường sinh công. Vẽ mặt hắn kiên nghị. Cả năm qua hắn không ngừng cố gắng, dù là chịu đựng đau đớn hay đói khác, tất cả là để có ngày hôm nay. Win Trong cơ thể hắn, nguyên khí tiếp tục trùng kích. Da hắn càng thêm lóng lánh, nguyên khí liên tục thẩm thấu vào da hắn, tiến hành trui luyện. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần trông giống như một thanh lợi khí sắc bén, vững chãi. 20 lần, 30 lần, 48 lần. Thời gian 3 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng đó, bên ngoài không phát ra âm thanh nào, chỉ có bản thân hắn là nghe được những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình. Từ sau lần thứ 49 nguyên khí bộc phát trong cơ thể hắn, lực trùng kích mỗi lần bỗng tăng lên gấp đôi. Thân thể hắn run rẩy, dùng mắt thường cũng thấy trên da hắn xuất hiện nhiều khe hở chằng chịt. Cảm giác như sắp không còn nguyên vẹn nữa. Những khe hở này xuất hiện lại làm tâm tình bạch tiểu thuần trầm xuống. Quả nhiên xuất hiện dấu hiệu ngừng lại. Hắn nhíu mày, Trạng thái hắn đang trải qua từng được giới thiệu qua. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi đạt tiểu thành bất tử bì nhưng hiệu quả nhiều ít lại phụ thuộc vào ý chí và khả năng chịu đựng, kiên trì của người tu luyện. Người tu hành nếu không thể kiên trì được lâu vẫn có thể đạt thành bất tử bì tiểu thành nhưng có ai lại không muốn đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu có thể kiên trì tới 81 lần nguyên khí bộc phát, hiệu quả đạt được mới thật là toàn mỹ, trọn vẹn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng kiên định hắn nhắm mắt lại tiếng nổ trong cơ thể hắn không ngừng vang lên năm mươi lần sáu mươi lần bảy mươi lần bạch tiểu thuần vẫn đang kiên trì chịu đựng da hắn đã rạn vỡ từng đường chằng chịt lan khắp toàn thân sau đó nối liền với nhau như hình quy văn biểu hiện như thể da hắn sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào còn bảy lần nữa thôi hai mắt bạch tiểu thuần tràn ngập tơ máu hô hấp dồn dập hắn cắn mạnh răng sự điên cuồng của hắn lại thêm một lần bộc phát lần thứ 74. 77. 79 lần. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời trống lớn, sau đó chuyển thành những tiếng trên rỉ. Thân thể hắn rung lên kịch liệt. Cuối cùng cũng chịu đựng được tới lần nguyên khí bộc phát thứ 81. Nguyên khí nhanh chóng dung nhập trên da hắn, làm cho làn da đang rạn nứt vẫn cứng rắn như sắt, người khác mà nhìn thấy không giật mình. Một lần cuối cùng này thôi. Bạch Tiểu Thuần không muốn từ bỏ lần nguyên khí bộc phát cuối cùng này, hắn mạnh mẽ giáng một quyền xuống mặt đất hình thành một cái hố sâu. Lần nguyên khí bộc phát này cuối cùng đã kết thúc. Cô số nguyên khí theo đó tràn vào trong da hắn với tốc độ người thường có thể thấy được. Những trạng nước trên cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ ngoài bóng loáng, mịn màng. Hát quan bao quanh cũng nhanh chóng tản đi, trở lại trắng tinh như trước. Không ai có thể nhận ra, làn da nhìn như bình thường này đã đạt tới độ cứng cỏi đủ khiến người khác kinh hãi bạch tiểu thuần hít thở thật sâu lúc ngẩng đầu lên hắn thấy dưới chân là một cái hố lớn lại nhìn làn da của mình tinh thần phấn chấn hắn há miệng cười lớn sau đó bạch tiểu thuần vung tay phải lên một thanh mộc kiếm bay ra hóa thành đạo ô quan đâm thẳng vào tay hắn tiếng kim thiết va chạm vang lên thanh mộc kiếm bị đẩy lùi còn da tay hắn chỉ có cảm giác như bị mũi cắn lúc trước không để lại bất kỳ tổn thương nào bất tử bi bạch tiểu thuần không kìm được nỗi vui mừng thanh mộc kiếm vừa rồi không phải là pháp bảo bình thường nó đã được luyện linh hai lần dù nguyên liệu cấu thành không quá cao nhưng uy lực chắc chắn không nhỏ bạch tiểu thuần bộc phát toàn lực ra ngoài thân thể không gian xung quanh vang lên từng tiếng ong ong sau đó cơ thể hắn xuất hiện cách nơi vừa đứng tới mười trượng tốc độ này so với trước thì nhanh hơn không chỉ vài lần đưa mắt nhìn cái hố trên mặt đất, hắn cảm thán trong lòng, đạt tới bất tử bì rồi, nếu không xứng được coi là thoát thai hoán cốt thì sự thực cũng không kèm bao nhiêu. lực lượng phòng hộ này chính là thứ bảo hộ cần thiết trên con đường đạt tới trường sinh của bạch tiểu thuần ta. bạch tiểu thuần đắc ý, hắn quan sát thân thể, tự hào nhận ra tu vi đã đạt tới ngưng khí tầng thứ tư viên mãn, hơn nữa cũng không phải là tầng thứ tư viên mãn như bình thường. Phẩm chất linh khí của hắn vượt xa so với những tu sĩ bình thường khác. Hắn rất hài lòng, chạy qua chạy lại trong sân. Một lát sau, thân thể hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn nâng tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một gọng kìm hướng về phía trước bóp mạnh một cái. Hai ngón tay hắn xuất hiện hắc mang lóng lánh phía trước mặt hắn rõ ràng không có vật gì mà chỉ là một vùng hư không nhưng sau khi hắn bóp mạnh thì hư không bỗng vang lên tiếng ken két. Hai mắt bạch tiểu thuần co rút. Hắn quay người, bước nhanh tới gần một khối nham thạch gần đó. Hắc mang trên hai ngón tay lại hiện ra. Hắn bóp mạnh xuống, khối nham thạch cứng trắng bị bóp vỡ dễ dàng như đang bóp một miếng đậu hũ. Thân thể hắn lại nhoáng lên rồi hiện ra bên cạnh mấy cây linh đông trúc. Cây trúc nơi này đã cao hơn ba trượng hắn chọn một mấu trúc cứng rắn nhất bóp mạnh mấu trúc vỡ tan hiệu quả đạt được khiến hắn kinh ngạc hít sâu một hơi mới thả lỏng thân thể cúi đầu nhìn hai ngón tay hắc mang trên đó đang chậm rãi tan đi đây chính là toái hầu tỏa sao bạch tiểu thuần thì thào với chính mình đây là một loại bí pháp tồn tại cùng với bất tử trường sinh công chỉ khi đạt thành bất tử bị tiểu thành mới có thể thi triển ra nghe nói có thể bộc phát lực lượng gấp hai lần bình thường vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần mới chỉ dùng 5 phần lực lượng, hắn không tưởng tượng được nếu dùng toàn lực thì hiệu quả sẽ thế nào. Trong mắt hắn, loại bí pháp này chính là một loại bí pháp dùng để giết người. Hắn bỗng lâm vào trầm mặc. Sau một lúc, dù cảm thấy nó có chút hung tàn nhưng vẫn quyết định nghiêm túc tập luyện. Trong tiểu viện của mình, thân thể Bạch Tiểu Thuần liên tục nhoáng lên, hắc mang trên hai ngón tay hiện ra lóng lánh kèm theo đó là những tiếng ken két rợn người thời gian trôi qua chớp mắt đã nửa tháng trong thời gian này bạch tiểu thuần không bước ra ngoài sân nửa bước toàn thời gian hắn dùng để tu luyện nên không biết sáng sớm hôm nay lý thanh hậu đã trở về tông môn quay lại đỉnh hương vân sơn còn chưa kịp nghỉ ngơi bỗng xuất hiện hai đạo trượng hồng từ hai đỉnh tử đỉnh sơn và thanh phong sơn cùng bay tới nơi hắn ở một người là lão giả tu vi đã đạt tới trúc cơ từ cơ thể hắn xuất hiện một loại uy áp như một thanh kiếm sắt. Trong đạo trường hồng thứ hai là một nữ tử thân thể tuyệt mỹ. Người này tướng mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt lúc này có chút cổ quái, như đang dở khóc dở cười. Hai người theo nhau bay tới đỉnh núi Hương Vân Sơn. Hai người này một người là trưởng tòa Thanh Phong Sơn. Một người là trưởng tòa của tử đỉnh Sơn. Sau một lúc nhỏ to trao đổi với Lý Thanh Hậu mới lần lượt trời đi. Trên đỉnh Hương Vân Sơn, lý thanh hậu đang ngồi đó xoa xoa mi tâm thần thức hắn quét qua ba khu chăn nuôi linh vĩ kê của ba ngọn núi phát hiện toàn bộ chỉ còn lại gà con thì nhăn mặt dở khóc dở cười sau đó hắn thở dài phất tay áo lên đứng dậy đi ra khỏi đại điện nơi hắn đi tới chính là mảnh sân nhỏ trước tiểu viện của bạch tiểu thuần các bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ